Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, chuyện cân vớt. Chương 1121, Thông Nương muốn xin phép nghỉ. Hằng Hỏa Chân Quân. Lại một lát sau, Chân Quân trả lời, tốt a, năm đó chúng ta Nho gia hoàn toàn chính xác từng chiếm được cùng thú thần bộ có liên quan thiên đình mảnh vỡ. Bất quá, không có gì giá trị nghiên cứu. Vì sao? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Hằng Hỏa Chân Quân u buồn nói, chúng ta lấy được mảnh vỡ, là thú thần bộ siêu cự hình hố giác. Tống Thư Hàng. Lại là hố giác. Cũng đúng, viễn cổ thiên đình bên trong, khẳng định cũng có một chút thực lực tu vi chưa đủ tu sĩ, còn không có tu luyện tới tích cốc cảnh giới. Cho nên, hố giác loại hình đồ vật tồn tại, cũng không kỳ quái. Có lẽ tại người bình thường trong tưởng tượng, tiên nữ A, thần tiên A khẳng định đều không cần đi nhà xí. Nhưng mà trên thực tế, viễn cổ thiên đình bên trong một số thực lực chưa đủ thành viên, khẳng định còn sẽ có, người có ba gấp. Lúc này, Hằng Hỏa Chân Quân lại nói, đồ chơi kia, là xử lý linh thú bài tiết vật cự hình hố giác, đơn giản hố người. Thú thần bộ những tên kia đầu óc có hố, đem hố giác tu kiến so cung điện còn muốn hoa lệ. Năm đó chúng ta Nho ra bỏ ra giá cả to lớn, từ Lục Ma Tông trong tay đoạt lấy khối này thiên đình mảnh vỡ, kết quả vừa xông vào cung điện, tất cả đều là cứt. Chân Quân cũng là từ Nho ra ghi chép bên trên, nhìn thấy đoạn này chuyện cũ ghi chép. Có thể tưởng tượng, năm đó xông vào hố giác cung điện Nho ra tiền bối, trong lòng có nhiều tuyệt vọng cùng tâm tắc. Không có bất kỳ cái gì giá trị nghiên cứu sao? Tống Thư Hàng hỏi. Hoàn toàn không có mảnh vỡ kia hiện tại còn giữ. Thư Hàng tiểu hữu ngươi nếu thật có hứng thú, ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem. Hằng Hỏa Chân Quân nói. Tống Thư Hàng, tạ ơn tiền bối, trừ cái đó ra. Nho ra không có cái khác cùng thú thần bộ có liên quan đồ vật sao? Hắn vẫn là quyết định đi xem một chút cái kia tu kiến cùng cung điện sang trọng đồng dạng hố giác, dù sao cùng thú thần bộ có liên quan địa phương, hắn đều muốn đi xem. Vạn nhất bên trong thật sự ẩn giấu đi cái gì đâu. Thật sự không đi, hắn còn có thể dựa vào, xem xét bí pháp, xem xét một phát, liều điểm huyết, nói không chừng có thể xem xét ít đồ đi ra. Đã không có, ngoại trừ cái kia một khối cung điện hình dáng hố giác bên ngoài. Không còn bất luận cái gì cùng thú thần bộ có liên quan sự vật. Thú thần bộ năm đó ở viễn cổ thiên đình cũng không tính thế lực lớn, diện tích cũng không phải rất lớn. Hết lần này tới lần khác bọn chúng vị trí, là viễn cổ thiên đình băng diệt lúc trọng tai khu, chỉ sợ thú thần bộ địa bàn, đã bị triệt để hủy diệt cũng có thể. Hằng Hỏa Chân Quân nói. Tạ ơn tiền bối, Tống Thư Hàng trả lời. Thư Hàng tiểu hữu không cần phải khách khí. Hằng Hỏa Chân Quân cười trả lời. Thu hồi điện thoại phía sau Tống Thư Hàng nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm buổi sáng 7 giờ. Cái giờ này, cái bọc kia lấy hồ yêu dương lớn, không sai biệt lắm muốn giải phong đi. Hôm nay là 13 tháng 9, Tết Trung Thu, hôm nay lên sẽ có cái tiểu ngày nghỉ. Cao Mỗ Mỗ bọn hắn hôm nay sau khi rời giường, liền sẽ về nhà khúc mắc. Kỳ thật đêm qua tan học lúc, thì có rất nhiều học sinh về nhà, Cao Mỗ Mỗ mấy người là muốn ban đêm tụ cùng một chỗ hảo hảo tâm sự. Cho nên lựa chọn tại ký túc xá tiếp qua một đêm về nhà. Tống Thư Hàng nhìn thời gian còn sớm, trong lòng lo lắng lấy, muốn hay không về trước dược sư cái kia đại lâu nhìn xem. Hắn một bên suy tư, một bên đi vào phòng bếp, nấu nước pha trà. Lúc này, tại hắn một tấc thu nhỏ trong túi, truyền ra thông nương thanh âm, cái kia, họ Tống ta nghĩ xin phép nghỉ, có thể sao? Xin nghỉ, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy. Ta nghĩ xin ngươi cho ta 2 tuần không đúng, tốt nhất là 1 tháng ngày nghỉ. Thông nương chân thành nói. Tống Thư Hàng, ngươi không phải mỗi ngày đang nghỉ ngơi sao? Ngươi minh bạch ta ý tứ, ta muốn từ một tấc thu nhỏ trong túi đi ra, rời đi một đoạn thời gian. Thông nương nói. Tống Thư Hàng cười ha ha, ngươi cảm giác khả năng sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngộ đạo thạch đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Chính vì hắn tùy thân mang theo ngộ đạo thạch, tu luyện làm ít công to, đặc biệt là tu luyện võ kỹ lúc, vừa học liền biết. Thông nương cho tới nay đều muốn mang theo ngộ đạo thạch đào tẩu, tại không có cách nào đưa nàng từ ngộ đạo thạch thượng rời đi trước, Tống Thư Hàng cũng không dám để thông nương rời đi hắn ánh mắt. Lấy thông nương khát vọng tự do tính cách, một khi rời đi Tống Thư Hàng, tuyệt đối sẽ không trở lại nữa. Ngươi và ta nói thế nào cũng ở chung được hơn mấy tháng, cho điểm tín nhiệm có được hay không? Thông nương nói, Tống Thư Hàng, ha ha, người cái này tử mộc đầu, giữa người và người tín nhiệm đâu. Thông nương nghiến răng nghiến lợi nói, Tống Thư Hàng, ha ha, giữa người và người có thể có tín nhiệm,
nhưng thông nương không phải nhân loại nha. À em gái ngươi, có đồng ý hay không? Thông nương nổi giận. Ngươi muốn xin nghỉ đi làm gì? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi. Thông nương trầm mặc một lát, sau đó đáp, ta hôm qua đột nhiên nằm mơ, mơ tới cực kỳ lâu trước sự tình. Chuyện gì? Tống Thư Hàng nhíu mày, hắn nhưng là nhập mộng qua thông nương hành sinh. Đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức nhập mộng bên trong, hắn biến thành một cái dễ hành, tại phơi gió phơi nắng bên trong đã trải qua cực độ buồn tẻ, không thú vị, nhàm chán tuế nguyệt, trọn vẹn hơn 200 năm, kém chút liền đem hắn bức điên rồi. Nếu như ta là một cái dễ hành, ta chọn bẻ gãy bản thân hành thận tự sát, bởi vì quá đặc mã nhàm chán. Đây chính là lúc trước Tống Thư Hàng tâm lý chân thực khắc họa. Trong lúc đó nhiều lần, hắn đều hận không thể có con thỏ nhỏ qua, đến đem hành ăn hết, tốt kết thúc cái kia hơn mấy trăm năm nhàm chán hành sinh. Bất quá cũng may mà đoạn này có thể đem người bức điên, tra tấn người nhập mộng kinh lịch, đem Tống Thư Hàng đạo tâm rèn luyện vô cùng cứng cỏi. Hậu kỳ hắn tu vi tiến triển cực nhanh, đạo tâm thượng nhưng chưa bao giờ đi ra vấn đề, cùng cái này hơn 200 năm, hành sinh thoát không khỏi liên quan. Ta mơ tới ta lúc còn nhỏ sự tình. Có một đôi ấm áp đại thủ, đem ta nắm lấy. Bàn tay lớn kia thật là rộng rãi, thật ấm áp, để cho ta không muốn rời đi hắn. Sau đó, ta được đưa tới một chỗ cực cao trên ngọn núi, vừa thượng là một mảnh gỗ, còn có một đầu thanh tịnh dòng suối. Thông nương một bên nhớ lại, vừa nói. Tống Thư Hàng, nguyên lai là đoạn này ký ức, đây là, Xích Tiêu Tử đạo trưởng, gieo xuống thông nương lúc một màn, hắn cũng trải qua. Về sau. Bàn tay to kia chủ nhân đem ta trồng ở trên ngọn núi, hắn nói với ta, cố gắng trưởng thành đi, liền xem như bình thường nhất một khỏa hành lá, cũng sẽ có lấy không thể đo lường tương lai. Ta rất muốn nhìn một chút người tương lai sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào, đây chính là ta muốn nhìn nhất đến chàng diện. Sau đó hắn lại nói với ta, nhớ kỹ ngươi xuất sinh chi địa, một mực nhớ kỹ, chết cũng không nên quên bởi vì ngươi căn ở chỗ này. Thanh âm của hắn, như cửu thiên lôi minh. Mỗi một câu đều nương theo lấy đại đạo thanh âm. Ta cũng không biết vì sao lại mơ tới một màn này, nhưng là mơ tới phía sau thanh âm kia chủ nhân, liền khắc vào trong đầu của ta, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng. Thông nương chậm rãi nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, không sai, lúc ấy hắn nhập mộng thông nương ký ức lúc, cũng nghe Xích Tiêu Tử đạo trưởng nói qua hai câu này. Sau khi tỉnh lại, trong lòng ta có cái thanh âm nói cho ta biết, ta muốn đi trước lúc trước ta bị gieo xuống địa phương. Điểm ấy rất trọng yếu, ta căn, là ở chỗ này, năm đó ta bị gieo xuống địa phương, có không gì sánh nổi trọng yếu đồ vật, đang chờ ta. Thông nương chân thành nói. Tống Thư Hàng, thì ra là thế, ta hiểu được. Cho nên, ngươi cho phép ta xin nghỉ sao? Thông nương vui vẻ nói. Tống Thư Hàng, ha ha. À em gái ngươi, có được hay không? Thông nương cả giận nói. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau nói, địa phương ngươi phải đi, xa sao? Xa, ta dùng điện thoại di động của ngươi tra xét địa đồ, muốn vượt qua hơn phân nửa Hoa Hạ. Thông nương nói, lại bổ sung, mặt khác, vì lần này đi xa, ta chuẩn bị thật lâu. Ta còn cần ngươi mua qua Internet tài khoản, mua rất nhiều thứ. Có áo jacket, leo núi trang, ăn, uống, còn có một số rừng cây thám hiểm trang bị, đều gửi đến dược sư cái kia building, chậm nhất buổi sáng hôm nay liền sẽ đến. Tống Thư Hàng. Mẹ trứng. Ta điện thoại mới mật mã lại bị thông nương phá. Đến mức thông nương bỏ ra bao nhiêu tiền trinh tiền, Tống Thư Hàng ngược lại không để ý. Hắn nói thế nào cũng là tu sĩ, tiền loại vật này, đối với hắn mà nói, như cặn bã A Phi, hắn hiện tại còn lão thiếu tiền A. Hắn cùng Cửu Châu Nhất Hào Quần, cái khác các đại lão khác biệt, hắn mặc dù là tứ phẩm cảnh giới, nhưng thời gian tu hành ngắn ngủi, còn chưa kịp tới thành lập bản thân kiếm tiền con đường. Ngươi nhìn. Ta khó được chuẩn bị khổ cực như vậy, cho ta thả cái giả thôi. Ta cam đoan, nhiều nhất 2 tháng, ta liền sẽ trở về. Kỳ thật, ta hiện tại đã không thể rời bỏ ngươi, thật sự, không phải buồn nôn. Dù sao ở tại bên cạnh ngươi, tài nguyên tu luyện đều không cần chính ta quan tâm, còn thường xuyên có thể nghe đại năng giảng pháp, kỳ ngộ cũng là phong phú đa dạng. Thông nương bảo đảm nói. Vậy nếu như ta thả ngươi tự do, ngươi có muốn hay không? Tống Thư Hàng nói. Thông nương, muốn, đương nhiên muốn a. Tống Thư Hàng, ha ha. Thông nương. Tống Thư Hàng, hôm nay trung thu, tiếp xuống ta có cái tiểu nghỉ dài hạn. Hôm nay ta an bài một chút, sau đó, ta dẫn ngươi đi ngươi ra đời ngọn núi kia đi. Xích Tiêu Tử đạo trưởng đưa ngươi gieo xuống, lại căn dặn ngươi không được quên,
sinh trưởng chi địa, trong đó khẳng định có nguyên nhân. Nói không chừng, có hắn để lại cho ngươi cơ duyên. Xích Tiêu Tử đạo trưởng, ngươi nói là đem ta gieo xuống cái kia ấm áp đại thủ chủ nhân sao? Thông Nương hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, Làm sao ngươi biết đem ta gieo xuống chính là Xích Tiêu Tử đạo trưởng? Thông Nương đột nhiên hỏi, ta từ đầu tới đuôi, đều không có nói qua cái kia đem ta gieo xuống ấm áp đại thủ chủ nhân bộ dáng ha. Ngươi làm sao suy đoán ra thân phận của hắn? Cái này ngốc hành có đôi khi vẫn là rất tinh minh đây này. Đây là bí mật nha. Tống Thư Hàng cười ha hả nói. Thông Nương lập tức gấp, ngươi có phải hay không đối với ta làm cái gì chuyện đáng sợ? Ngươi thậm chí ngay cả hành đều không buông tha. Tống Thư Hàng mặt cứng đờ, còn muốn hay không đi ngươi sinh trưởng địa phương? Không cần lời nói coi như xong, muốn đi, liền im miệng. Ngôn luận tự do, ta muốn ngôn luận quyền. Thông Nương khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Tống Thư Hàng, ngay cả ta đều không có ngôn luận tự do quyền, ngươi còn muốn. Đầu năm nay, nói nhầm có thể sẽ bị tới cửa tra đồng hồ nước, thậm chí là tới cửa đưa chuyển phát nhanh, đưa nước. Thôi đừng chém gió, buổi chiều ta ngự đao phi hành mang ngươi tới nhìn xem ngươi nơi sinh đi, nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Có muốn ăn chút gì hay không bữa sáng? Tống Thư Hàng hỏi. Thông Nương, ta muốn đạo ý thông huyền hạt sen, ta muốn ngưng tụ đạo ý. Chương 1122, cầu huyết tình yêu kịch không cần nhiều nhìn. Tống Thư Hàng, ngươi không chuẩn bị học kiếm pháp. Học kiếm pháp làm gì? Thông Nương hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng thở dài nói, ngươi suy nghĩ một chút a, học kiếm pháp nhiều xuất khí. Chính hắn không có kiếm thuật thiên phú, cho nên đặc biệt hy vọng chung quanh cùng hắn có liên quan người có thể học tập xuất khí kiếm thuật. Thông Nương liếc mắt, tại ta không có thu hoạch được tự do trước đó, ta phải ở tại bên cạnh ngươi. Mà kiếm thuật của ngươi thiên phú là không, ta đi theo bên cạnh ngươi, chỉ có thể học được đao pháp kinh nghiệm. Loại tình huống này, ngươi để cho ta học kiếm. Lui nữa một vạn bước mà nói, ngươi có đao ý thông huyền hạt sen, lại không có kiếm ý thông huyền hạt sen, nếu như ngươi là ta, ngươi lựa chọn đao pháp vẫn là kiếm pháp. Tống Thư Hàng khẳng định nói, kiếm pháp. Ngươi không cứu nổi, Thông Nương nói, đối tu sĩ tới nói, thực lực mới là vương đạo, xuất khí có tác dụng chó gì. Ngươi nhìn ta trường cũng cay a xinh đẹp, nhưng thực lực không bằng ngươi, còn không phải bị ngươi đánh một trận, nuôi dưỡng ở một tấc thu nhỏ túi. Lại xuất khí, thực lực không đủ, lại có cái gì dùng? Tống Thư Hàng. Không nói, ngươi có điện thoại. Thông Nương nói. Điện thoại đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Ta cái này, Thông Nương nói, đưa điện thoại di động đưa ra đến, giao cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng xem xét, phát hiện điện thoại bảo trì tại yên lặng hình thức. Điện thoại là Tô Thị A Thập Lục đánh tới. Ta lúc nào đưa điện thoại di động điều đến yên lặng rồi. Tống Thư Hàng nói. Thông Nương, ta điều, đêm qua ta ngủ không được, tại là mở yên lặng xem phim. Tống Thư Hàng. Mở yên lặng xem phim, Thông Nương lúc nào biến như thế quan tâm. Tống Thư Hàng mở ra điện thoại kết nối điện thoại, Thập Lục, sớm a. Hừm, tỉnh chưa, ngươi bây giờ ở đâu? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hàng, ở trường học ký túc xá đâu, hôm qua cùng đám bạn cùng phòng cùng một chỗ, gần nhất một mực không có về ký túc xá đi ngủ, không là có ý tốt. Hi hi, ân, ta đem cái kia một dương tiên thường đều chỉnh lý tốt, một hồi mang cho ngươi đi. Ngươi chừng nào thì trở về, Tô Thị A Thập Lục cười nói. Tống Thư Hàng, lập tức về, trở về trước ta gọi điện thoại cho ngươi. Được rồi, ta đi thẳng đến trường học tìm ngươi đi. Tô Thị A Thập Lục nói. Cũng tốt, vậy ta chờ ngươi, Tống Thư Hàng nói. Kết thúc điện thoại phía sau Tống Thư Hàng liền nghe đến trong ký túc xá đám bạn cùng phòng có động tĩnh, mấy vị hảo hữu lần lượt tỉnh lại. Là thổ ba đồng hồ báo thức, đem mọi người đánh thức. Thổ ba xoa huyệt thái dương, cười khổ nói, trời ạ, hôm qua quên đóng đồng hồ báo thức. Thật vất vả hôm qua ngủ ngon giấc, không có nghe trời, ba 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 ba, âm thanh, lại bị đồng hồ báo thức đánh thức. Dương Đức cười nói, ha ha, tỉnh cũng đúng lúc. Buổi sáng giao thông thuận tiện, đúng rồi Thư Hàng, vừa rồi nghe được ngươi tại đánh điện thoại, Thập Lục là ai biệt danh? Cao Mỗ Mỗ, cái này ta biết, là Tô Lão Sư đúng không? Sáng sớm liền dỗ ngon dỗ ngọt, thật sự là ngán người. Đi chết, Tống Thư Hàng cười mắng, bữa sáng mua cho ngươi tốt, trà cũng cho các ngươi pha tốt. Ta còn có việc, trước lăn. Chúng ta hiểu, Tết Trung Thu, có phải hay không muốn đi gặp phụ huynh? Bất quá Thư Hàng, người bây giờ vẫn chỉ là đại nhị, đại học năm 2, nhớ kỹ không cần chế tạo ra nhân mạng.
Cao Mỗ Mỗ cười hắc hắc nói. Tống Thư Hàng đối Cao Mỗ Mỗ giơ ngón tay giữa lên, bẩn thỉu, không cứu nổi ngươi. Ta đều nói qua, ta cùng Thập Lục quan hệ giữa, còn không phải các ngươi tưởng tượng loại kia. Tống Thư Hàng sau khi rời đi, trên bàn cái kia tiểu ô quy có chút gấp. Tết Trung Thu, có tiểu nghỉ dài hạn, Cao Mỗ Mỗ bọn hắn muốn về nhà cái kia Cao Mỗ Mỗ có thể hay không mang lên hắn. Nếu như không mang tới nó, hắn còn thế nào tiếp tục hoàn thành đại tiểu thư giao xuống nhiệm vụ. Tống Thư Hàng chạy đến nam sinh ký túc xá xuất khẩu lúc, rất xa liền thấy Tô Thị A Thập Lục thân ảnh. A Thập Lục lúc này hai tay dâng một cái cách thức tiêu chuẩn trường côn bánh mì, ngụm nhỏ gặm. Tống Thư Hàng hướng phía nàng vẫy vẫy tay, hỏi Thập Lục, đây chính là ngươi bữa sáng. Tô Thị A Thập Lục lại nho nhỏ gặm một cái, bữa sáng trong nhà nếm qua xong, bất quá trên đường nhìn thấy một nhà tiệm bánh mì có mới mẻ xuất hiện bánh mì, rất thơm, cho nên tiện tay mua một chút. Ngươi muốn ăn sao? Ta ăn sáng xong, Tống Thư Hàng nói. Chậc chậc chậc, IQ quá thấp, lúc này, dựa theo tình yêu kịch bên trong nội dung cốt truyện, ngươi nên tà mị cười một tiếng, sau đó tại A Thập Lục gặm qua địa phương, dùng sức cắn một cái. Sau đó, A Thập Lục hội đỏ bừng mặt, thông nương dùng, truyền âm nhập mật, phương thức, đối Tống Thư Hàng nói. Truyền âm nhập mật phương pháp tu luyện, nàng đã sớm nắm giữ. Tống Thư Hàng lúc trước học truyền âm nhập mật thời điểm, nàng thế nhưng là toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Chỉ là trước kia tu vi của nàng cảnh giới không đủ, một mực không có luyện thành. Bất quá còn có thể bổ cứu, người bây giờ nói, mặc dù ta nếm qua, bất quá ăn thêm chút nữa cũng không thành vấn đề, sau đó, thừa cơ cắn một cái, soát tăng độ yêu thích. Thông nương tiếp tục truyền âm nhập mật nói. Tống Thư Hàng. A Thập Lục nhìn lấy đột nhiên sững sờ Tống Thư Hàng. Nàng nhìn thấy Thư Hàng ánh mắt một mực lưu nàng cách thức tiêu chuẩn trường côn bánh mì bên trên. Nàng nghĩ nghĩ, lấy tay tại bánh mì hạ tách ra một nửa, đưa cho Tống Thư Hàng, a, cho ngươi. Tống Thư Hàng tiếp nhận bánh mì, tốt a, tạ ơn. Không khách khí, Tô Thị A Thập Lục nói. Tại là, hai người sóng vai hướng dược sư nhà lầu bước đi. Thất bại, các ngươi hai cái đều thất bại. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục hẳn là đem bánh mì đưa tới ngươi trước miệng mới đúng a. Thông nương bình luận, Tống Thư Hàng, hắn đột nhiên nhớ tới phủ sinh tiên tử đại huynh một câu cầu huyết tình yêu kịch không nên nhìn nhiều như vậy, ảnh hưởng IQ. Hắn đang suy nghĩ, sau đó phải không cần hạn chế thông nương nhìn tình yêu kịch thời gian. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục trở lại dược sư nhà lầu phía sau đi vào trên lầu trong phòng khách lúc, liền thấy trong phòng khách TV còn mở. Thi Loli co lại thành một đoàn, nằm trên ghế salon đang ngủ say. Cũng không biết tiểu gia hỏa này hôm qua xem tivi nhìn đến lúc nào. Tống Thư Hàng đóng lại tivi, đem Thi ôm lấy, đưa nàng đưa về đến chính nàng gian phòng. Hôm nay tiểu nghỉ dài hạn, liền để nàng hảo hảo ngủ đi. Sau đó, hai người lại đến trên lầu, tiến về phủ sinh tiên tử gian phòng. Hai người vừa mới đến đầu bậc thang, xa xa liền nghe đến trong phòng có đối thoại thanh âm. Sư phụ, ngài đang nói cái gì? Ngài muốn thay thế ngài đại huynh. Đi cưới một đầu uông. Đó là hồ yêu độc cô Bạch Thanh Âm. Hắn quả nhiên từ bạch tiền bối thu phong ấn trong dương đi ra. Ừm, phù sinh tiên tử đáp. Này làm sao có thể, ta tuyệt đối không đồng ý. Người sao có thể thay thế đại huynh đi cưới vợ. Bách hợp cái gì, tuyệt đối không được. Mà lại, đại huynh thật vất vả muốn lấy vợ, không phải rất đáng được may mắn sự sao. Tại sao phải ngăn cản? Hồ yêu nói. Không phải. Vấn đề là đại huynh muốn cưới đậu đậu, là một đầu khuyển gia. Phù sinh tiên tử thở dài. A, à, hồ yêu trừng to mắt. Nói cách khác, đại huynh muốn chơi gay. Có lầm hay không, sư phụ đại huynh nghiêm túc như vậy một người, làm sao lại chơi gay? Ở trong đó nhất định có âm mưu. Cho nên, tại ta nghiêm túc cự tuyệt phản kháng dưới, ta quyết định thay thế đại huynh hôn lễ, đi cưới đậu đậu. Phù sinh tiên tử nói. Đại huynh hắn nói thế nào? Hồ yêu cảm giác không thích hợp, cảm giác ở trong đó có thành thị sáo lộ hương vị. Phù sinh tiên tử trả lời, đại huynh hắn không để ý tới ta cự tuyệt cùng phản kháng, hắn nói hôn lễ đã định ra tới, liền tuyệt đối không có khả năng sửa đổi. Bất quá, ta uy hiếp hắn nói, ta sẽ đem hắn đánh ngất xỉu, thay thế hắn tham gia hôn lễ phía sau đại huynh sẽ đồng ý. Sau đó nói lại ở hai ngày sau đem tân lang phục đưa đến ta phủ thượng. Hồ yêu vỗ trán. Quả nhiên là thành thị thật sâu sáo lộ. Không được, ta không đồng ý sư phụ ngươi đi cưới đậu đậu. Hồ yêu cắn răng nói, thật muốn có người thay thế ngài đại huynh đi cưới đậu đậu,
liền từ ta đến. Hồ Yêu liều đi ra, vì sư phụ, hắn có thể nỗ lực hết thảy. Ngươi cũng muốn chơi gay. Phù Sinh tiên tử mở to hai mắt nhìn. Hồ Yêu, ta cho ngươi biết, chơi gay loại hình, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Yên tâm đi, ta cưới cái kia đậu đậu phía sau qua vài ngày liền sẽ tìm cơ hội đem hắn ly hôn rơi. Phù Sinh tiên tử nói. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho sư phụ danh dự của ngươi chịu ảnh hưởng. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện này. Hồ Yêu cắn răng nói. Ý ta đã quyết, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đánh choáng ta, thay thế ta đi cưới cái kia đậu đậu, ngươi cả một đời liền cũng đừng nghĩ gặp ta. Phù Sinh tiên tử cảnh cáo nói. Hồ Yêu, vậy ta đi tìm những người khác thay thế sư phụ tham gia hôn lễ, ta biết mấy vị khuyển yêu tiên tử, nếu như cái kia đậu đậu trường xuất khí, khẳng định có người nguyện ý thay tham gia hôn lễ. Thật sự không đi, ta còn nhận biết mấy vị miêu yêu yêu tử. Ngươi đừng quấy rối, Phù Sinh tiên tử nói, sau đó nàng lại bổ sung, tuyệt đối không thể ép buộc người khác. Hồ Yêu, ta làm việc, sư phụ ngươi yên tâm. Ta cái này đi liên hệ các nàng. Dứt lời, Hồ Yêu đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó hắn liền thấy Tống Thư Hàng, cùng Tô Thị A Thập Lục. Là ngươi, Hồ Yêu thét to. Hừm, là ta, Tống Thư Hàng bình thản nói. Hồ Yêu nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng nhìn một lát, đột nhiên nói, không cho phép ngươi đánh ta sư phụ chủ ý, sư phụ là của ta. Tống Thư Hàng nhún vai, vâng, ta biết. Hồ Yêu lại nhìn Tống Thư Hàng bên người Tô Thị A Thập Lục, sau đó trong lòng an tâm chút, ta còn có việc, một hồi gặp. Hừm, nếu như ngươi thực tình muốn tìm người thay thế Phù Sinh tiên tử đi kết hôn, ngươi có thể tận lực đi tìm tên là Sở Sở tiên tử, nếu như vậy, hôn lễ có thể thuận lợi một số. Tống Thư Hàng nhắc nhở nói. Không cần ngươi quan tâm, Hồ Yêu nhếch lên một cái nha, thật nhanh bỏ chạy. Tống Thư Hàng xoa cằm, Thập Lục, ngươi nói đến thời điểm cưới đậu đậu người, đến cùng sẽ là ai chứ? Là Phù Sinh tiên tử đâu? Là Hồ Yêu độc cô bạch đâu? Là Phù Sinh tiên tử đại huynh đâu? Vẫn là cái khác khuyển nương hoặc là miêu nương đâu? Hi hi, ta đối đậu đậu hôn lễ bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tô Thị A Thập Lục cười nói. Hai người đi vào phòng. Phù Sinh tiên tử đang ngồi ở trước bàn, một tay chống cằm, phụng phịu. Tô Thị A Thập Lục đem cái kia một dương tiên thường lấy ra. Tống Thư Hàng thì nhớ tới thú thần bộ minh, ám hai nơi truyền thừa chuyển di sự, muốn hay không cùng Phù Sinh tiên tử nói một chút chuyện này. Thân là bên ngoài thú thần bộ nơi truyền thừa, nàng nơi đó sẽ có hay không có liên quan tới, tối, thú thần bộ truyền thừa manh mối. Chương 1123, đạo hữu ngươi cũng là luyện phòng ngự. Phù Sinh tiên tử, ngươi có biết hay không, năm đó tam thập tam thú thần tông, còn có một chỗ tối ẩn tàng truyền thừa sự. Tống Thư Hàng trực tiếp hỏi nói. Loại chuyện này, không cần quanh co lòng vòng. Bản thân hắn cần, xứng đôi bản mệnh pháp khí, sự tình, Phù Sinh tiên tử đã cảm kích, cho nên tại tam thập tam thú thần tông sự tình bên trên, trực tiếp điểm chính là tốt nhất thái độ. Dược sư nhà lầu bốn phía bố trí dược sư cùng bạch tôn giả trận pháp, có thể ngăn cản ngoại giới đối phòng này bên trong thăm dò, ở chỗ này giao lưu cũng tương đối an toàn. Thú thần tông còn có chỗ tối truyền thừa. Phù Sinh tiên tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng vậy, năm đó thú thần bộ tại viễn cổ thiên đình hủy diệt thời điểm, lưu lại một sáng một tối hai nơi truyền thừa. Tam thập tam thú thần tông là bên ngoài truyền thừa, ngoài ra còn có một chỗ âm thầm truyền thừa. Phù Sinh tiên tử, trong tay ngươi nhưng có manh mối. Tống Thư Hàng hỏi. Phù Sinh tiên tử cau mày suy tư, một lát sau nàng lắc đầu nói, chỗ tối truyền thừa sự tình, ta chưa từng nghe người ta từng nói tới. Bất quá có thể là bởi vì ta năm đó thực lực nhỏ yếu, cho nên không cách nào hiểu rõ trong tông môn bí mật. Ta lần này sau khi trở về, lại về một chuyến tam thập tam thú thần tông di tích, nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối. Nếu là ta có thể tìm tới tương ứng manh mối, nhất định sẽ trước tiên liên hệ Tống tiền bối. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, chúc tiên tử thuận lợi, mặt khác, cái này một dương tiên thường, chính là sư phụ ngươi chúc quản tử để lại cho ngươi vật phẩm. Tô Thị A Thập Lục đem cái kia một dương tiên thường giao cho Phù Sinh tiên tử. Phù Sinh tiên tử tiếp nhận một dương tiên thường, nhìn lấy bên trong từng bộ lớn nhỏ không đều tiên thường lúc, lại một lần khóc thành Diệp Tư, nước mắt không cầm được rơi xuống. Những này lớn nhỏ một không tiên thường, là hắn sư phụ lấy khác biệt tuổi trẻ làm tiêu chuẩn cho nàng đặt trước. Có lẽ, năm đó vì nàng đặt trước lễ vật lúc, sư phụ nàng trong lòng đã có một tia báo hiệu. Lần này về tam thập tam thú thần tông di tích,
nàng muốn đi một chỗ nhìn xem, nơi nào là sư phụ nàng tư nhân địa điểm bí mật, đã sư phụ trong lòng có báo hiệu, có lẽ có thể tìm ra một số manh mối. Trong nội tâm nàng có khúc mắc, muốn tu luyện có thành tựu, thay tam thập tam thú thần tông báo thù tỷ lệ rất nhỏ, nàng hiện tại đem báo thù hy vọng đặt ở bản thân đệ tử, cùng trước mắt vị này tống tiền bối trên người. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng rời khỏi phù sinh tiên tử gian phòng, để cho nàng có thể thống khoái khóc một trận, hóa giải một chút khúc mắc. Hai người tới lầu dưới phòng khách phía sau Tô Thị A Thập Lục đột nhiên nói, Thư Hàng, hôm nay là Tết Trung Thu sao? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Cho nên, hôm nay là đêm trăng tròn. Tô Thị A Thập Lục nói, người còn khác là Bí Đao Thánh Quân sao? Hắn nói, đêm trăng tròn tiếp theo, sẽ tìm tới cửa. Nói không chừng chính là hôm nay. Tống Thư Hàng. Hì hì ha ha, Tô Thị A Thập Lục nói, bất quá, cá nhân ta cảm giác, Bí Đao Thánh Quân vừa tấn thăng huyền thánh, hắn khẳng định cần một chút thời gian củng cố cảnh giới. Huyền thánh cấp bậc cường giả, chỉ là ổn định củng cố cảnh giới, ít nhất cũng phải thời gian một năm. Cho nên, Bí Đao Thánh Quân nói, đêm trăng tròn tiếp theo, hẳn là năm tới đêm trăng tròn mới là. Hy vọng như thế đi, Tống Thư Hàng nói. Nếu như là năm tới đêm trăng tròn, hắn liền còn có thời gian một năm, dùng để tìm cường lực tay chân khục, là bố cục. Bố cục như thế nào đối phó Bí Đao Thánh Quân? Nếu như là lời ngày hôm nay, vậy liền lá gan đau. Đúng rồi, Thập Lục, hôm nay có rảnh không? Tống Thư Hàng hỏi. Tô Thị A Thập Lục mỉm cười, muốn dẫn ta đi dạo phố. Ha ha ha, dạo phố trước đó không vội. Ta hôm nay giữa trưa muốn mang thông nương đi nàng sinh trưởng chi địa nhìn xem, trực giác nói cho ta biết, nơi nào là chỗ tốt. Tống Thư Hàng nói. Nhớ lại lúc ấy nhập mộng tràng cảnh, Xích Tiêu Tử đạo trưởng mang theo thông nương, đi vào cái kia trên núi cao, tuyển chọn tỉ mỉ phía sau mới đưa thông nương gieo xuống. Đồng thời, căn dặn thông nương tuyệt đối không nên quên nàng sinh trưởng chi địa. Thông nương có thể lấy nhất phẩm tiểu yêu cảnh giới, liền hóa thân thành người hình. Nói không chừng tự cùng cái kia, sinh trưởng chi địa có quan hệ. Hỗn đản, liền xem như nơi tốt, đó cũng là ta. Ngươi sao có thể dùng ta đồ vật, đi nịnh nọt nữ nhân của ngươi. Thông nương thật nhanh truyền âm nhập mật. Tống Thư Hàng. Ta chưa từng nghĩ tới muốn bắt ngươi đồ vật ý tứ A, ta cùng Xích Tiêu Tử đạo trưởng cũng coi như có cũ, hắn để lại cho ngươi đồ vật, ta tuyệt đối sẽ không chiếm lấy. Ngươi cứ yên tâm đi. Tống Thư Hàng truyền âm an ủi. Ngươi cùng gieo xuống ta đạo nhân kia, quan hệ rất tốt sao? Thông nương dừng một chút phía sau hỏi. Tống Thư Hàng, nói như thế nào đây, Xích Tiêu Tử đạo trưởng đối với ta có truyền nghề tri ân đi. Ta cảm giác chúng ta ở giữa lão hữu duyên, cái kia xem ở ta là Xích Tiêu Tử đạo trưởng gieo xuống hành lá trên mặt mũi, cho ta tự do thôi. Thông nương vui vẻ nói. Tống Thư Hàng, ha ha. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục nghĩ nghĩ phía sau nói tốt. Hôm nay cũng không có gì chuyện trọng yếu, cái kia cùng đi chứ. Thành, nếu như không có chuyện gì, chúng ta buổi sáng sửa sang lại hành lý, đi xem một chút đi. Tống Thư Hàng nói, tiện đường lời nói, ban đêm nói không chừng còn có thể về thăm nhà một chút cha mẹ của hắn, dù sao Tết Trung Thu. Chờ đã, ta mua qua Internet đồ vật còn chưa tới đây. Thông nương vội la lên. Tống Thư Hàng, những món kia, có tác dụng quái gì à? Đang khi nói chuyện. Tống Thư Hàng điện thoại di động vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, sau một khắc hắn bản năng liền muốn đưa điện thoại di động quăng bay ra đi. Bởi vì gọi điện thoại tới được, chính là Tạo Hóa Pháp Vương, lần này dùng không phải nước ngoài dãy số, mà là hắn bản tôn dãy số. Tạo Hóa tiền bối lại gọi điện thoại tới làm gì? Không phải là lần trước hát không có tận hứng, cho nên lại muốn lại hát một lần. Lại hoặc là có cái gì ca khúc mới, không kịp chờ đợi muốn cùng hắn chia sẻ. Tống Thư Hàng cắn răng, đưa điện thoại di động tận lực rời xa bản thân, đem âm lượng nhốt vào nhỏ nhất. Thập Lục, các ngươi phòng bế thính giác, chú ý an toàn. Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A Thập Lục, làm gì? Tạo Hóa Pháp Vương tiền bối điện thoại tới. Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A Thập Lục lập tức nhu thuận phòng bế bản thân thính giác, còn nhét lỗ tai của mình. Tống Thư Hàng thận trọng mở ra nghe. Uy, Thư Hàng tiểu hữu A. Tạo Hóa Pháp Vương thanh âm truyền đến, Tết Trung Thu khoái hoạt A. Tạ ơn Tạo Hóa tiền bối. Tống Thư Hàng trả lời. Hôm qua ta đã nói với ngươi sự còn nhớ rõ sao? Ta đấu chiến Phật Tông sẽ có 3 cái đệ tử xuống núi, hôm nay đã đuổi tới Giang Nam địa khu, đoán chừng lại có cái hơn nửa giờ đã đến, ngươi hôm nay chờ một chút bọn hắn, cho bọn hắn đóng cái dấu ha.
Đúng, người còn tại Giang Nam địa khu A, Tạo Hóa Pháp Vương nói. Buổi sáng hôm nay liền đến, Thành, ta bây giờ đang ở dược sư trong nhà lầu. Tống Thư Hàng trả lời. Thành, phiền phức Thư Hàng tiểu hữu. Đúng, Thư Hàng tiểu hữu, ta hôm qua viết thủ ca khúc mới, người có muốn hay không nghe một chút. Tạo Hóa Pháp Vương nói. Uy, uy, Thích Ca Mâu Ni tiền bối ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không rõ ràng uy, uy đáng chết, cái này mới mua rách nát điện thoại di động là chuyện gì xảy ra? Tín hiệu quá kém, Thích Ca Mâu Ni tiền bối, ngươi có thể nghe được lời ta nói sao? Ta bên này tín hiệu không tốt, có việc lần sau trò chuyện a. Tống Thư Hàng một bên nói một mình, sau đó bình tĩnh tắt điện thoại di động. Tại phía xa Tha Hương nơi đất khách quê người Tạo Hóa Pháp Vương. Mà lúc này, Giang Nam Đại học thành phụ cận, xe lửa chạm, hắc tượng chạm, xuất khẩu. Có ba vị tăng nhân từ chạm xe lửa bên trong gạt ra. Ba vị tăng nhân, tựa hồ là tam bào thai, trường đồng dạng cao lớn uy mãnh, một mặt dữ tợn. Trên người cơ bắp cao cao nổi lên, mơ hồ tản ra quang trạch. Xem xét tạo hình chính là sức chiến đấu phá Trần Vũ Tăng. Chung quanh người đi đường nhìn thấy bọn hắn hình thể, theo bản năng liền cách bọn họ xa một chút. Nơi này chính là Giang Nam Đại học Thành đi, thật sự là chỗ phong thủy bảo địa, cơ bắp tăng số 1 cảm thán nói. Chúng ta đi con đường nào, cơ bắp tăng số 2 nói. Đánh tích đi, cơ bắp tăng số 3 nói. Cơ bắp tăng số 1, ta không mang tiền. Cơ bắp tăng số 2, ta cũng không mang. Dứt lời, hai người đồng thời nhìn về phía số 3. Cơ bắp tăng số 3, ta tất, các ngươi hai cái tiện nhân, mỗi lần đều chơi chiêu này, có mệt hay không a? Bởi vì ta biết, mỗi lần đi ra ngoài, Hoành Thông sư đệ ngươi cũng hội mang tiền. Cơ bắp tăng số 1 nói. Đã ngươi hội mang tiền, vậy ta cùng Hoành Pháp sư huynh, đương nhiên liền sẽ không mang tiền rất mệt mỏi. Cơ bắp tăng số 2 nói bổ sung. Ha ha, số 3 Hoành Thông sư huynh cười lạnh, Hoành Pháp, Hoành Hải sư huynh, các ngươi hai cái quá ngây thơ rồi. Kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người, lần này ta cũng không mang tiền. Ta... Hoành Pháp đại sư huynh ngẩng đầu vọng thiên. Nhật, Hoành Hải nhị sư huynh đồng dạng ngẩng đầu vọng thiên. Cho nên, lần này làm sao bây giờ? Tiểu sư đệ Hoành Thông hỏi. Có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền nửa bước khó đi. Cổ nhân nói không sai. Gọi điện thoại cho bá Tống tiền bối, để hắn tới đón chúng ta đi. Hoành Pháp đại sư huynh nói. Ngươi có bá Tống tiền bối điện thoại sao? Hoành Hải nhị sư huynh nói. Không nên nhìn ta cũng không có. Hoành Thông tiểu sư đệ lắc đầu nói, bất quá, ta biết bá Tống tiền bối nơi ở vị trí cụ thể. Chúng ta đi qua đi. Đành phải như thế, hành tẩu cũng là một loại tu luyện, để cho chúng ta chạy đi. Hoành Pháp đại sư huynh nói. Ba cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tăng nhân, bắt đầu chạy. Hello ba vị đạo hữu, các ngươi khỏe à? Lúc này, một cái từ tính thanh âm tại cơ bắp tăng nhóm vang lên bên tai. Ba người quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một vị tóc vàng tóc dài Mỹ Nam Tử, chính hướng phía bọn hắn ngoắc. Cái này tóc vàng Mỹ Nam Tử thân hình tinh tế thon dài, tóc dài đâm thành đuôi ngựa, gương mặt tuấn Mỹ như là nữ tử. Từ trên người hắn, ẩn ẩn tản ra chính tông đạo môn công pháp khí tức, mà lại cảm giác bên trên, cái này ra hỏa cảnh giới không thấp. Đạo hữu ngươi tốt, ba vị cơ bắp tăng diện sắc nghiêm túc, đối Mỹ Nam Tử tóc vàng thi lễ một cái. Ba vị đạo hữu, ta xem các ngươi thể chất cường hoành. Hình thể mang theo kim loại sáng bóng, các ngươi tu luyện thế nhưng là phòng ngự công pháp. Mỹ Nam Tử tóc vàng truyền âm nhập mật nói. Đại sư huynh Hoành Pháp gật một cái nói, đó cũng không phải bí mật gì, bọn hắn còn chưa tới phản pháp quy chân cảnh giới, chỉ cần có nhãn lực, một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn là đi luyện thể nhất hệ Phật tu. Thật là đúng dịp, kỳ thật ta đi cũng là phòng ngự chi đạo. Ba vị đạo hữu muốn chạy đi đâu, nếu như tiện đường, chúng ta không ngại trao đổi một chút phòng ngự tâm đắc. Mỹ Nam Tử tóc vàng vui vẻ nói. Chương 1124, bá Tống đêm nay không muốn đi. Mỹ Nam Tử tóc vàng tựa hồ tự mang, thân hòa quang hoàn, dăm ba câu ở giữa, đấu chiến Phật Tông ba cái cơ bắp tăng trong lòng liền buông lỏng cảnh giác. Phảng phất trong cõi u minh, có loại lực lượng tại ảnh hưởng bọn hắn, để bọn hắn cảm giác vị này Mỹ Nam Tử tóc vàng là cái có thể thân cận đạo hữu. Chúng ta đang chuẩn bị tiến về Giang Nam Đại học Thành vị trí. Chỉ là trong tay không có tiền, không cách nào gọi taxi quá khứ. Nhị sư huynh Hoành Hải nói. À, đạo hữu các ngươi không cần điện thoại sao? Hiện tại chỉ cần trang cái điện thoại app,
đón xe có thể trực tiếp trên mạng trả tiền, đặc biệt thuận tiện. Mỹ nam tử tóc vàng hiếu kỳ hỏi. Trong điện thoại di động cũng không có tiền, Hoành Pháp đại sư huynh nói. Ta cũng thế, Hoành Hải nhị sư huynh nói. Ta hôm qua cố ý đem tiền toàn bộ chuyển đi ra, một mao tiền đều không mang theo. Hoành Thông tiểu sư đệ nói. Mỹ nam tử tóc vàng. Đạo hữu tiện đường sao? Hoành Pháp đại sư huynh nói. Mỹ nam tử tóc vàng mỉm cười nói, tiện đường, kỳ thật ta muốn đi vị trí cũng là Giang Nam Đại học thành. Trên thực tế từ Hắc Tượng trạm xuống hành khách, đại bộ phận cũng là muốn tiến về Giang Nam Đại học thành. Cái kia đạo hữu gọi taxi sao? Mang bọn ta đoạn đường. Hoành Thông tiểu sư đệ nói. Mỹ nam tử tóc vàng. Không được sao? Hoành Hải nhị sư huynh hỏi. Không phải không đi, mà là nơi đây khoảng cách Giang Nam Đại học thành đã rất gần, đi bộ cũng không bao lâu. Mỹ nam tử tóc vàng cười nói, ba vị đạo hữu nếu như chưa quen thuộc đường, đi theo ta. Tại là, tại loại này quỷ dị, thân hòa quang hoàn, ảnh hưởng dưới, ba vị đấu chiến Phật tông đệ tử, cứ như vậy đi theo Mỹ nam tử tóc vàng sau lưng, hướng Giang Nam Đại học thành bước đi. Cũng may cái này Mỹ nam tử tóc vàng hoàn toàn chính xác không có ác ý. Nếu không ba tên này bị bán cũng không biết. Trên đường, Mỹ nam tử tóc vàng bắt đầu cùng ba vị đấu chiến Phật tông đệ tử giao lưu lên, phòng ngự chi đạo tới. Hắn giảng phòng ngự chi đạo, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đại đạo đơn giản nhất. Ba vị đấu chiến Phật tông đệ tử, nguyên bản đối tóc vàng Mỹ nam tự xưng, tinh thông phòng ngự chi đạo, thuyết pháp là khịt mũi coi thường liền cái này ra hỏa cái kia mảnh khảnh thân thể, cùng nương môn giống như, còn tinh thông phòng ngự chi đạo. Suy. Nhưng mà, theo Mỹ nam tử tóc vàng cùng bọn hắn bắt đầu giao lưu phía sau bọn hắn mới nhận thức đến đối phương như bức. Các loại phòng ngự thủ đoạn, diệu dụng, đối phương hạ bút thành văn, giảng đạo lý rõ ràng. Ngắn ngủi vài phút, bọn hắn đối phòng ngự chi pháp, lý giải càng sâu, rất nhiều dĩ vãng không cách nào nghĩ thông suốt chi tiết, hiện tại toàn bộ hiểu ra. Đi tới, bốn người tiến vào không người hẻm nhỏ. Bởi vì người ở đây khói thưa thớt. Bốn người bắt đầu giao lưu cũng càng thêm thông suốt, không nhận ước thúc. Đạo hữu phòng ngự chi đạo thực sự tinh diệu, Hoành Pháp bội phục. Hoành Pháp hai tay vỗ tay, đối Mỹ nam tử tóc vàng thi lễ một cái, đối phương ngắn ngủi mấy phút đồng hồ giao lưu, lại sau cùng một chỗ giảng pháp còn muốn hữu hiệu, cơ hồ có thể nói là truyền nghề tri ân. Không biết đạo hữu tu luyện là cái gì phòng ngự công pháp? Hoành Hải nhị sư huynh con mắt tỏa sáng nói. Mỹ nam tử tóc vàng đột nhiên dừng một chút này quá mức. Hắn nhìn thấy ba cái tu luyện, phòng ngự chi đạo, hạt giống tốt, nhất thời hưng khởi, nhịn không được nhiều chỉ điểm vài câu, hy vọng để phòng ngự chi đạo càng thêm hưng thịnh. Không nghĩ tới chỉ điểm quá mức. Không được, cái này không phù hợp hắn điệu thấp kế hoạch, hiện tại, cũng không phải cao điệu thời điểm. Vì bảo trì điệu thấp, hắn lần này đi ra, không chỉ có sửa lại thân hình của mình, dung mạo, đem chính mình bề ngoài đổi thành lệch nhu phong cách, còn gắt gao bị đè nén cảnh giới của mình cùng khí tức. Dùng trên trăm loại thủ đoạn che giấu thân phận của mình. Hắn làm nhiều như vậy cố gắng, cũng không thể thất bại trong gang tấc. Tại là Mỹ nam tử tóc vàng khẽ mỉm cười nói, kỳ thật, ta chỉ là cái lý luận phái. Ta mặc dù tu luyện kim ngưu công, nhưng bản thân tu luyện tiêu chuẩn còn rất bình thường. Cái này kim ngưu công, ta đều vừa mới luyện đến cảnh giới tiểu thành. Kim ngưu công, chưa nghe nói qua a? Cảnh giới tiểu thành có bao nhiêu lợi hại? Một đao chém vào trên cánh tay. Có thể ngăn được sao? Hoành Thông tiểu sư đệ hiếu kỳ hỏi. Mỹ nam tử tóc vàng tiếp tục cười nói, kim ngưu công cũng coi là một môn không tệ phòng ngự chi pháp, bất quá ta tu luyện không tới nơi tới chốn. Bình thường tới nói, cùng cảnh giới tu sĩ, chỉ dùng man lực một đao chém vào cánh tay ta lên, chỉ có thể lưu lại một đầu dấu đỏ. Mặc dù hắn phải khiêm tốn, nhưng cũng không thể để cái này ba tên tiểu gia hỏa xem thường. Cảnh giới tiểu thành lúc, ngang nhau cảnh giới tu sĩ một đao chặt xuống. Chỉ có thể lưu cái dấu đỏ, đây đã là thượng thừa phòng ngự phương pháp. Mỹ nam tử tóc vàng vừa nói xong, Hoành Thông tiểu sư đệ liền bắt đầu cười hắc hắc, đạo hữu, người kim ngưu công không được a. Ta ngọc tượng thần thể cũng chỉ tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, nhưng hiệu quả so người kim tượng công muốn bổng. Nói, Hoành Thông tiểu sư đệ từ trong ống quần móc ra một thanh 30cm răng cưa đao có trời mới biết cái này ra hỏa làm sao mang theo cái này trên hung khí xe. Sau đó hắn nắm lấy răng cưa đao, tại trên cánh tay của mình ra sức cưa vẽ lên tới. Một trận chói tai kim thiết tương giao tiếng truyền đến, chỉ thấy Hoành Thông tiểu sư đệ trên cánh tay hỏa tinh vẩy ra, nhưng này răng cưa đao lại không có thể tổn thương Hoành Thông tiểu sư đệ cánh tay mảy may.
đạo hữu, ngươi nhìn ta cái này ngọc tượng thần thể ra sức hay không? Cùng cảnh giới đạo hữu nếu là một đao xuống tới, đừng nói dấu đỏ, tận gốc lông tơ đều không đả thương được. Coi như thế dùng sức cưa động, cũng không thương tổn thân thể mảy may. Ta cái này ngọc tượng thần thể, bá khí không? Hoành Thông tiểu sư đệ cười hắc hắc nói, giả đến ý. Tóc vàng Mỹ Nam khóe miệng co giật. Đồ đần, không nhưng đối với đạo hữu vô lễ. Hoành Hải sư huynh đối tiểu sư đệ cái ót môn hung hăng vỗ một trường, coi như vị này tóc vàng đạo hữu là lý luận phái. Nhưng hắn vừa rồi chỉ điểm qua bản thân sư huynh đệ ba người, tiểu sư đệ lại còn đắc ý đánh mặt của đối phương, quá thất lễ. Hoành Thông kêu thảm một tiếng, ôm cái ót, ngồi xổm xuống cũng không phải đại sư huynh bàn tay có bao nhiêu đau, nhưng hắn nhất định phải giả ra rất đau dáng vẻ. Bằng không mà nói, quay đầu đại sư huynh sẽ đem hắn treo ngược lên đánh. Đạo hữu không có ý tứ, ta tiểu sư đệ này đầu óc có hố, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Xin tin tưởng ta, hắn không có ác ý. Hoành Pháp đối tóc vàng Mỹ Nam ôm quyền thỉnh tội. Mỹ Nam tử tóc vàng mỉm cười, nói, không có gì đáng ngại, người tiểu sư đệ xích tử chi tâm, dạng này tâm tính kỳ thật rất phù hợp phòng ngự chi đạo. Ân bởi vì quá manh xuẩn, ngoan ngoãn làm cái khiên thịt sẽ khá tốt. Mấy người lại bắt đầu một bên giao lưu, một bên tiến lên. Đúng rồi, ta trước đó nghe ba vị đạo hữu nhắc qua, bá tống, thế nhưng là cái kia thiên niên đệ nhất thánh. Tóc vàng Mỹ Nam mỉm cười nói. Hoành Pháp con mắt có chút sáng lên, cái này Mỹ Nam tử tóc vàng tiếp cận bọn hắn, chẳng lẽ mục đích là bá tống tiền bối. Ý đồ thông qua bọn hắn, tiếp cận thiên niên đệ nhất thánh. Đây cũng là nhân chi thường tình nha, đổi thành bọn hắn, nếu như biết bên người đạo hữu là thiên niên đệ nhất thánh hậu bối, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến gần. Lúc này, Hoành Thông tiểu sư đệ trả lời, đúng vậy a, chúng ta muốn tìm bá tống tiền bối chính là thiên niên đệ nhất thánh. Chúng ta đang chuẩn bị tìm hắn cho chúng ta đóng dấu đến. Đóng dấu, chẳng lẽ mấy vị muốn nhập bá tống huyền thánh môn hạ? Tóc vàng Mỹ Nam hỏi, cái này ba cái tu luyện phòng ngự chi đạo hạt giống tốt, nhập bá tống huyền thánh môn hạ, sẽ có hay không có điểm đáng tiếc a? Hoành Pháp gặp tiểu sư đệ nhanh mồm nhanh miệng, đem lời nói cho nói ra ngoài, một trận bất đắc dĩ. Sau đó, hắn đành phải lên tiếng nói, cũng không phải là như thế, chúng ta trước bá tống tiền bối đóng dấu. Là một loại phòng bị. Phòng bị, phòng ai? Mỹ Nam tử tóc vàng nghi ngờ nói. Lúc này, Hoành Hải nhị sư huynh nói bổ sung, tốt kêu lên bạn biết, chúng ta phòng chính là thiên niên đệ tứ thánh, thiên nhai tử huyền thánh. Các ngươi cùng thiên nhai tử huyền thánh có thù. Mỹ Nam tử tóc vàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cảm giác cái này chuyện xưa nội dung cốt truyện biến khó bề phân biệt, quan hệ tốt sinh phức tạp. Đạo hữu hiểu lầm, sự tình cũng không phải là như thế. Chúng ta cùng thiên nhai tử huyền thánh không oán không cừu, chỉ là thiên nhai tử huyền thánh trước kia thanh danh không tốt lắm. Hắn chính là tiếng tăm lừng lẫy, truyền công cuồng ma, thích nhất đem tự thân tinh thuần công lực truyền cho tuổi trẻ tu sĩ. Phàm là bị hắn truyền công qua tu sĩ, 10 cái bên trong có 8 cái hội táng thân tại thiên kiếp dưới, hắn truyền công cực kỳ đáng sợ. Hoành Hải giải thích nói, mà tại thiên nhai tử huyền thánh tấn thăng bát phẩm, nắm giữ thanh ấn, có được đóng dấu công năng phía sau chỉ cần một cái trên con dấu đi. Liền có thể cách không truyền không, thật là đáng sợ. Ngọa thảo, đóng dấu công năng còn có thể chơi như vậy. Mỹ Nam tử tóc vàng trợn mắt hốc mồm, chướng tư thế. Chỉ có thể nói, trời vong ta đại tu chân giới a. Hoành Hải nhị sư huynh cảm thán nói. Cho nên, sư huynh đệ chúng ta ba người, sau khi xuống núi chuyện làm thứ nhất chính là đến bá tống tiền bối nơi đó, tiếp nhận một cái con dấu, dạng này liền có thể phòng ngừa bị thiên nhai tử huyền thánh vụng trộm đóng dấu. Cách không truyền công. Hoành Thông tiểu sư đệ nói bổ sung. Thì ra là thế, nhưng các ngươi không lo lắng bá tống huyền thánh, cũng đối các ngươi cách không truyền công a? Mỹ Nam tử tóc vàng hỏi. Không lo lắng, bá tống huyền thánh là trường bối của chúng ta, sẽ không làm loại sự tình này. Mà lại, tương lai sẽ có rất nhiều đệ tử đến chỗ của hắn tiếp nhận con dấu. Coi như bá tống huyền thánh cũng cần truyền công, hắn có thể đem công lực chia rất nhiều cổ, chia ra truyền cho mọi người chúng ta. Mọi người nói không chừng còn có thể được lợi đấy. Hoành Thông tiểu sư đệ lại không cẩn thận tiết lộ bí mật. Thì ra là thế, Mỹ Nam tử tóc vàng yên lặng gật đầu. Trong lòng của hắn, đối bá tống huyền thánh không khỏi coi trọng một chút, xem ra, đối phương là cái người có đức. Đạo hữu, người cũng muốn gặp gặp bá tống huyền thánh sao? Cần ta thay dẫn kiến sao? Lúc này, Hoành Pháp lên tiếng hỏi nói thật, hắn cảm giác mình cùng vị này Nam tử tóc vàng trao đổi rất vui sướng.
Nếu như đối phương muốn gặp bá tống tiền bối, hắn có thể thông báo bá tống tiền bối, nhìn xem bá tống tiền bối có nguyện ý hay không tiếp kiến đối phương. Mỹ nam tử tóc vàng khẽ lắc đầu, nói ta ơn đạo hữu hảo ý, ta mặc dù cũng rất muốn gặp bá tống huyền thánh, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, ta còn có những chuyện khác muốn làm. Đêm nay, mới là hắn cùng bá tống huyền thánh gặp nhau thời điểm, hiện tại còn quá sớm. Hắn chính là bí đao thánh quân, thiên niên đệ ngũ thánh. Hôm nay Tết Trung Thu, đêm trăng tròn, hắn vì khiêu chiến thiên niên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh mà đến. Ban đêm, mới là hắn cùng bá tống huyền thánh sân khấu. Bá tống huyền thánh, ngươi sẽ không nghĩ tới đi, ta đã đến. Tất cả mọi người cho là ta muốn củng cố cảnh giới, năm tới mới có thể đến đây chiến ngươi, nhưng ta lại muốn ngoài dự liệu. Đêm nay, Giang Nam địa khu một trận chiến, bá tống, không muốn đi. Chương 1125. Quả nhiên có trong truyền thuyết thủy quần phân thân thuật. Mà lại, vì đêm nay, trăng tròn cuộc chiến, có thể thuận lợi tiến hành, bí đao thánh quân còn chuẩn bị rất nhiều. Tỷ như hắn chuẩn bị cỡ lớn, khu vân thuật, phù bảo, như đêm nay sắc trời không tốt, mây đen che nguyệt, một phát cỡ lớn khu vân thuật xuống dưới, lập tức liền mây đen hôi phi yên diệt. Cam đoan Giang Nam địa khu mọi người đêm nay có thể thưởng đến tròn trịa minh nguyệt. Nếu như đêm nay minh nguyệt không đủ lớn, hắn còn tự mang một cái trăng tròn bối cảnh, phóng xuất ra phía sau có thể làm cho Giang Nam địa khu mọi người nhìn thấy lớn nhất từ trước tới nay siêu cấp trăng tròn, cam đoan tận hứng. Giang Nam địa khu mọi người năm nay Trung Thu xem như thật có phúc. Dược sư cái kia building trong phòng. Tống Thư Hàng liên tiếp ký nhận mấy cái chuyển phát nhanh, chính là thông nương lập thành những trang bị kia, cái gì áo jacket A, ấm nước A, lương khô A. Những vật này đối tu sĩ tới nói có tác dụng quái gì A. Một khỏa tích cốc đan, liền có thể thay thế tất cả ăn, uống. Mà lại, sáng sớm những này chuyển phát nhanh tiểu ca làm sao chăm chỉ như vậy, một cái tiếp một cái chạy đến đưa kiện tới cửa. Là thông nương lại làm cái gì? Hoặc là Tư Mã Giang nguyên nhân? Liên tiếp thu mấy cái chuyển phát nhanh phía sau Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Thế nào? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hàng nói, trực giác của ta nói cho ta biết, tiếp tục lưu lại nơi này. Rất có thể sẽ có phiền phức. Tô Thị A Thập Lục, vậy chúng ta bây giờ liền rời đi. Dù sao hôm nay chuẩn bị đi thông nương nơi sinh, sớm điểm ra phát cũng tốt. Chờ một lát, chờ tạo hóa pháp vương trong môn mấy cái kia đệ tử tới, cho bọn hắn đóng cái dấu, chúng ta lập tức rời đi. Tống Thư Hàng nói. Dừng một chút phía sau hắn lại bổ sung, người nói có thể hay không bí đao thánh quân thật sự vào hôm nay liền đến. Nếu như người có loại dự cảm này, cái kia bí đao thánh quân có rất lớn tỷ lệ sẽ tại đêm nay tới. Tô Thị A Thập Lục chân thành nói. Tu sĩ trực giác cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt là nhằm vào một số tự thân không ổn tương lai, trong cõi u minh liền sẽ sinh ra bất an cảm ứng. Tống Thư Hàng cười khổ nói, vị này bí đao thánh quân thật đúng là tính nôn nóng. Nếu như bí đao thánh quân hôm nay liền đến, vậy hắn ít nhất phải làm tốt thủ đoạn ứng đối. Cái kia cho tạo hóa pháp phương hậu bối đóng dấu xong. Chúng ta liền lập tức rời đi. Tô Thị A Thập Lục nói, bất quá, ta cảm giác dựa vào bí đao thánh quân huyền thánh cấp cảnh giới, chúng ta coi như lập tức rời đi rất có thể cũng sẽ bị truy tung đi lên. Ta đi hỏi một chút Bạch Tiền Bối, có hay không diệu chiêu đối phó bí đao thánh quân. Tống Thư Hàng cho Bạch Tiền Bối phát tờ giấy, Bạch Tiền Bối, lúc nào có thể độ xong kiếp đi ra. Bạch Tiền Bối rất nhanh liền hồi phục Tống Thư Hàng, thời gian ngắn ra không được, chính này lấy, còn có chút này quá mức. Này quá mức là có ý gì? Thiên kiếp lại xảy ra vấn đề gì sao? Ngoại trừ đạn hạt nhân thiên kiếp bên ngoài, còn ra cái gì? Tống Thư Hàng lại phát tờ giấy, có chút bận tâm hỏi. Bạch Tiền Bối trả lời, trước mắt xuất hiện mạnh nhất vẫn là bom hydro đầu đạn, bất quá lần này bọn chúng án lấy một cái kiếm trận sắp xếp, hướng ta công kích, lão hùng vĩ. Cái này kiếm trận uy lực rất mạnh, đợi lát nữa, bản thể của ta có phiền phức, ta trước tiến lên đỉnh một đợt. Cái này kiếm trận siêu cấp gây nên hứng thú của ta, ta muốn đem hắn mỏ thấy. Chờ sau khi ra ngoài, ta bố trí cái này kiếm trận cho ngươi xem một chút. Ta chuẩn bị gọi nó, thiên kiếp kiếm trận, danh tự thuận tiện dễ nhớ. Tống Thư Hàng. Thiên kiếp thế giới bên trong, Bạch Tiền Bối còn tự mang phân thân cùng hắn nói chuyện phiếm. Khó trách gần nhất cùng Bạch Tiền Bối trò chuyện, Bạch Tiền Bối liền có thể lập tức trả lời. Đây nhất định chính là, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bí truyền, thủy quần phân thân.
hắn còn không có học được cái này thủy quần phân thân, khẳng định là bởi vì hắn tại trong đám đẳng cấp còn chưa đủ. Chờ hắn tại trong đám nước thành thủy vương hậu, nhất định có dấu ở trong đám lão tiền bối đột nhiên nói chuyện riêng hắn, hướng hắn truyền thụ thủy quần phân thân thuật. Ước chừng qua nửa phút, bạch tiền bối lại phát cái hồi phục, người có chuyện gì tìm ta sao? Đúng, ta bên này hồi phục giấy không nhiều lắm, lại cho ta một cái bản tử. Tống Thư Hàng, bí đao thánh quân rất có thể vào hôm nay tìm ta quyết đấu, ta trực giác rất bất an. Người vẫn là bạch tiền bối phân thân sao? Nói, Tống Thư Hàng còn truyền tống một bản mới tinh bản bút ký quá khứ cho bạch tôn giả. Bạch tiền bối, hôm nay đã đêm trăng tròn rồi, ta là mới phân thân. Phía trên cùng ngươi nói chuyện trời đất cái kia phân thân, đã nổ thành mảnh vỡ. Thiên kiếp kiếm trận uy lực, ra sức. Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối phân thân oan, tại đăng tràng vẻn vẹn nửa phút không đến, liền anh dũng oanh liệt. Tống Thư Hàng tiếp tục nâng bút viết, đúng vậy, hôm nay đã là Tết Trung Thu, thỏa thỏa trăng tròn ngày. Bạch tiền bối phân thân tu trả lời, thiên kiếp đạn đạo, đạn hạt nhân không cách nào tại hiện thế bạo tạc, chỉ có thể làm uy hiếp sử dụng. Nhưng đối thủ là bát phẩm huyền thánh, chỉ là hạch uy hiếp, không nhất định có thể trấn trụ đối phương. Tống Thư Hàng, đúng đúng đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Thiên kiếp vũ khí không cách nào bạo tạc, ta chẳng khác nào mang theo mô phỏng chân thật hổ giấy đi cáo mượn oai hùng, trong lòng lực lượng không đủ. Bạch tiền bối, có cái gì phương pháp kỳ diệu sao? Bạch tiền bối phân thân tu, không bằng thử một chút thông nương, mãnh hổ rơi xuống đất xin lỗi thức, thử một chút. Dù sao ngươi khẳng định đánh không lại đối phương. Bạch tiền bối cũng biết thông nương người mang một bộ tuyệt kỹ, trong đó có một chiêu như vậy uy mãnh xin lỗi thức. Bạch tiền bối phân thân tu, thật sự không đi, ngươi liền trốn đến hạch tâm thế giới đi. Chờ ta từ độ kiếp đi ra, lại giúp ngươi một tay. Làm sao cái trợ pháp? Tống Thư Hàng hỏi. Ta nhớ được, thánh ấn, không phải có cái cách không truyền pháp công năng nha, đến lúc đó thử một chút để cho ta cho ngươi đóng cái dấu. Sau đó cách không truyền pháp cho ngươi, đi lên đối bí đao thánh quân. Không nói trước, bản thể tình hình chiến đấu kịch liệt, ta đi vậy. Ta cảm giác cũng phải anh dũng hy sinh, hẹn gặp lại. Bạch tiền bối phân thân tu nói. Một bên Tô Thị A Thập Lục. Tống Thư Hàng. Không biết còn có hay không cơ hội gặp lại vị này bạch tiền bối phân thân tu. Có lẽ là bởi vì thường tại hiện thế đi dạo bạch tiền bối tu nguyên nhân, hắn đối bạch tiền bối cộng tu cái từ ngữ này cùng từ đơn tiếng Anh tổ hợp. Có bản năng thiện ý. Đúng, bạch tiền bối tu còn ở đó hay không? Nếu như hắn ở đây, có biện pháp nào không có thể giúp hắn một chút sức lực? Tống Thư Hàng hướng phía bầu trời kêu, tất 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 tất. Vọng Thiên, làm sao hôm nay chấm dứt tại bạch tiền bối tu xưng hô lại hài hòa rồi? Ngươi làm gì? Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ hỏi. Triệu hoán cường lực tay chân. Tống Thư Hàng cười khan âm thanh, sau đó trong đầu kêu lên, bạch tiền bối tu, A Phi. Bạch tiền bối, bạch tiền bối. Hôm nay bạch tiền bối tu nhất định là đi dạo xa, chưa hồi phục Tống Thư Hàng. Lúc này, dưới lầu truyền đến chuông cửa tiếng vang. Tống Thư Hàng ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ xem xét, liền nhìn thấy ba cái cơ bắp tăng có chút khẩn trương đứng ở cổng. Là tạo hóa pháp vương ba cái đệ tử đến đây à? Tống Thư Hàng thả người nhảy lên, từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài gần nhất hắn càng ngày càng ưa thích đi cửa sổ, mà không phải đi đại môn. Nhảy đến một nửa lúc, Tống Thư Hàng vỗ vỗ đầu. Cái này nhảy cửa sổ tật xấu, nhất định phải đổi. Tại dược sư nhà trong đại lâu, có trận pháp che đậy, sẽ không bị ngoại giới mọi người nhìn thấy. Nhưng nếu như ngày nào về đến Văn Châu thị trong nhà phía sau hắn đột nhiên đầu óc nóng lên, lúc ra cửa từ lầu 3 trong cửa sổ tung ra đi, Tống Mụ Mụ cùng Tống Ba Ba không được hù chết. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng đi theo nhảy xuống tới. Sau khi hạ xuống, Tống Thư Hàng nhìn thấy cái kia hồ yêu chính ngồi xổm ở viện tử giàn trồng hoa dưới, đang đánh điện thoại. Xem bộ dáng là cho hắn khuê mật nhóm gọi điện thoại, nhìn xem có hay không cái nào khuê mật chịu tới cưới đậu đậu. Tống Thư Hàng đưa tay, đem đại môn mở ra. Ba cái cơ bắp tăng nhìn thấy Tống Thư Hàng phía sau lập tức tôn kính nói, Hoành Pháp. Hoành Hải. Hoành Thông. Xin chào bá Tống tiền bối. Vào nói lời nói đi. Tống Thư Hàng khóe miệng có chút run rẩy. Cái này còn tại cổng đâu, bị hàng xóm láng giềng thấy cảnh này, rất quái lạ. Ba cái cơ bắp tăng rất khẩn trương xâm nhập tiểu viện, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc bá Tống huyền thánh, trước mắt vị này chính là tu chân giới chân chính đại năng A. Các ngươi chính là tạo hóa đạo hữu hậu bối A. Tống Thư Hàng mỉm cười nói, đóng dấu sao?
chuẩn bị đóng thì sao? Viên thông sư tổ tới thời điểm, liền dặn dò qua chúng ta, để cho chúng ta lựa chọn đóng một vị trí, tận lực điểm ẩn núp. Kể từ đó, để cho chúng ta sẽ không mượn bá tống tiền bối ngài tên tuổi, hoành hành bá đạo. Dù sao chúng ta là xuống núi thí luyện, Hoành Pháp cười ngây ngô nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu lý giải, dù sao cũng là đấu chiến Phật Tông đệ tử, cũng không phải hắn Tống Thư Hàng đệ tử. Trên thực tế Tống Thư Hàng cảm giác đấu chiến Phật Tông bên trong, khẳng định ẩn giấu đi huyền thánh cấp tiền bối. Đấu chiến Phật Tông là trong Phật môn nổi danh đại tông môn. Sở dĩ sẽ để cho đệ tử đến hắn nơi này đóng dấu, rất có thể là một loại kết duyên thủ đoạn. Mà Tống Thư Hàng xem ở tạo hóa Pháp Vương trên mặt mũi, cái này duyên cũng vui vẻ kết. Một bên Tô Thị A Thập Lục đột nhiên nháy nháy mắt, sau đó nàng quay đầu đi, dùng sức nín cười. Cái kia đóng đến trên lưng, Tống Thư Hàng hỏi. Thành đấy, nhị sư huynh Hoành Hải gật đầu nói. Tại là ba cái các sư huynh đệ nhấc lên tăng y, lộ ra bắp thịt rắn chắc phía sau lưng. Tống Thư Hàng tế ra, thành ấn, 333, cho ba người đều đóng cái. Một đường đến cũng còn thuận lợi sao? Tống Thư Hàng đóng dấu xong phía sau thuận miệng hỏi. Cũng còn thuận lợi, chính là hạ xe lửa phía sau đã xảy ra một ít vấn đề. Hoành Thông tiểu sư đệ nhanh mồm nhanh miệng nói. Xảy ra chuyện gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Hai cái sư huynh không mang tiền, ta thì cố ý không mang theo tiền, kết quả ba người chúng ta người không có đồng nào. Liền cái gọi taxi tiền đều không có. Hoành Thông tiểu sư đệ nói, cũng may gặp được một vị tóc vàng ngoại quốc tu sĩ, hắn nói cho chúng ta biết nơi này khoảng cách Giang Nam địa khu đã rất gần, đồng thời mang theo chúng ta tới đến Giang Nam Đại học thành vị trí. Tống Thư Hàng, tóc vàng người ngoại quốc, như thế nào? Rất xinh đẹp, trường cùng cái cô nương giống như, Hoành Thông tiểu sư đệ nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Đóng dấu xong phía sau ba cái cơ bắp tăng lại hàn huyên hồi lâu, mới cáo biệt rời đi trước khi đi. Tống Thư Hàng tặng cho bọn hắn mấy trương tiền, xem như lộ phí. Cái này ba cái cực phẩm ra hỏa, người không có đồng nào, nếu như không giúp đỡ bọn hắn ít tiền, bọn hắn sau khi ra cửa, chỉ sợ cũng muốn đi hóa duyên. Chương 1126, thăm dò cùng phản thăm dò. Nếu như cái này ba cái cơ bắp đại hán đi hóa duyên chàng diện kia nhất định rất giống cướp bóc. Chờ ba cái cơ bắp tăng sau khi rời đi, Tống Thư Hàng xoay đầu lại nhìn về phía A Thập Lục, Thập Lục. Vừa rồi ngươi một mực nín cười, làm gì? Bởi vì viên thông sư tổ A, Tô Thị A Thập Lục nở nụ cười, lộ ra thật sâu lúm đồng tiền. Tống Thư Hàng. Cái này Phật môn pháp danh, kỳ thật không có mau bệnh. Đặc biệt là mấy trăm năm trước, là cái rất thường gặp pháp danh. Đặc biệt là Phật môn bắt trước hào lúc, đặc biệt ưa thích theo bối phận tới lấy. Viên tự bối, có viên chân A, viên nghiệp A, viên tâm A loại hình, ra cái viên thông rất bình thường. Cũng không biết Phật môn có hay không, chung, chi bối, hoặc là, thân, tự bối, thật sự không đi, thiết, tự bối cũng được lần sau hỏi một chút tạo hóa Pháp Vương đi. Đúng rồi, Thập Lục, chúng ta phải lập tức rời đi, Tống Thư Hàng nói. Ừm, Tô Thị A Thập Lục khẽ gật đầu. Ngươi cũng đoán được, Tống Thư Hàng cười nói. Ừm, Tô Thị A Thập Lục nói. Hoành Hải, Hoành Thông ba người bọn hắn sư huynh đệ gặp gỡ cái kia tóc vàng ngoại quốc tu sĩ. Rất có thể cùng Bí Đao Thánh Quân có quan hệ. Dù sao, trên đời này, ở đâu ra nhiều như vậy oai quốc nhân tu sĩ. Dù sao, Tây Phương có chính bọn hắn hệ thống tu luyện. Mang lên thì các nàng sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau nói, ta đưa các nàng chuyển rời đến hạch tâm thế giới đi, dẫn các nàng rời đi. Phù sinh thiên tử cùng Hồ Yêu Ca thì không cần chúng ta lo lắng. Mặt khác, đậu đậu nhà cái vị kia sở sở cô nương. Một hồi nhìn xem có thể hay không đưa nàng đưa về nhà đi. Bí Đao Thánh Quân đều đã trải qua sở đến Giang Nam địa khu tới, lúc này không đi chờ đến khi nào. Tống Thư Hàng lên lầu, phát hiện Thước Yêu Tiểu Thải cùng Thi đều còn tại đi ngủ. Thi là hôm qua xem tivi, không biết thấy được mấy điểm. Tiểu Thải thì là hôm qua mệt mỏi, bị Đông Phương Lục Tiên Tử mang theo khắp nơi đi tịnh hóa siêu độ, mỏi mệt không chịu nổi. Tống Thư Hàng trực tiếp đưa các nàng mang theo giường. Cùng một chỗ na di đến hạch tâm thế giới sa mạc ốc đảo bên trong, nơi nào là hoàn cảnh vị trí tốt nhất. Sau đó, hắn lại thừa cơ quét mắt một lần bản thân hạch tâm thế giới. Bạch tiền bối dưỡng dục một nhóm kia, vô hình kiếm cổ, bị Tống Thư Hàng an bài bởi vì viễn cổ thiên đình mảnh vỡ kiếm ý đao ý sơn phong bên trong, đông đảo vô hình kiếm cổ ở trên ngọn núi lượn vòng lấy. Trên ngọn núi còn có thành đống linh thú thú lương,
đầy đủ bọn chúng dùng ăn một đoạn thời gian. Vô hình đao cổ cùng biến dị chiến đấu chuột túi, bị Tống Thư Hàng an bài tại hạ cung khối kia trên quảng trường, vô hình đao cổ rất điềm đạm nho nhã lơ lửng ở trong hư không, yên lặng tu luyện. Chiến đấu chuột túi thú đều ở trên quảng trường nhảy cá tưng, khắp nơi giày vò. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau đem cái này chiến đấu chuột túi thú chuyển qua thiên đình nát huyễn thành bên trong, huyễn thành là một cái to lớn huyễn cảnh, bên trong hội ngẫu nhiên sinh ra các loại thực lực huyễn tượng chiến sĩ, chính thích hợp tinh lực vô hạn chiến đấu chuột túi thú. Sau đó, Tống Thư Hàng ý thức lại đảo qua, Đông Chi Điện. Đông Chi Điện bên trong, tồn trữ lấy đại lượng súng ống đạn được. Tại hiện thế bên trong, những thiên kiếp này súng ống đạn được không cách nào bạo tạc nhưng ở hạch tâm thế giới bên trong, lại không nhất định. Hạch tâm thế giới rất cổ quái, xuất từ ngày thứ ba đạo ban Văn Long Chi Thủ. Tống Thư Hàng hoài nghi những đồ chơi này, tại hạch tâm thế giới bên trong có thể chân chính nổ tung lên. Bất quá, hắn không dám làm thí nghiệm. Hắn hạch tâm thế giới còn nhỏ, không chịu nổi dày vò. Không đến cuối cùng thời khắc, hắn sẽ không ở hạch tâm thế giới bên trong dẫn bạo nhóm này thiên kiếp súng ống đạn được. Cuối cùng, Tống Thư Hàng ý thức đảo qua Đông Chi Điện cái nào đó gian phòng. Gian phòng cửa sổ toàn bộ đóng chặt. Cái kia bị giam giữ thất phẩm tôn giả, chính ngồi xổm ở góc tường, gõ lấy gian phòng này, tựa hồ tại nghiên cứu cái gì. Theo Tống Thư Hàng ý thức đảo qua, vị này thất phẩm tôn giả lập tức cứng đờ. Sau đó, hắn lên tiếng nói, bá Tống Huyền Thánh, chúng ta có thể nói một chút sao? Ha ha, Tống Thư Hàng đáp lại nói. Nếu như ta không có nhìn lầm, nơi đây, chính là viễn cổ thiên đình một bộ phận. Vị này thất phẩm tôn giả nói. Tống Thư Hàng không trả lời, bất quá tinh thần lực vẫn là chú ý đối phương, ý là làm cho đối phương nói tiếp. Xem ra, ta quả nhiên đoán đúng, không nghĩ tới bá Tống Huyền Thánh ngài dã tâm to lớn như thế. Thất phẩm tôn giả thở dài nói. Tống Thư Hàng. Dã tâm to lớn như thế. Nói là ta sao? Nhưng là, như ngươi loại này hành vi là đang tìm cái chết, nhất định diệt vong. Thất phẩm tôn giả trầm giọng nói. Tống Thư Hàng. Sau đó, hắn vung tay lên, đem thất phẩm tôn giả chuyển rời đến một cái khác phong bế gian phòng. Tại cái kia trong phòng, có 10 cái thiên kiếp bom nguyên tử tản ra kinh khủng uy áp. Ta dựa vào. Thất phẩm tôn giả bị dọa phát sợ, không mang theo dạng này chơi người đó a. Tống Thư Hàng cười ha ha, lại đem hắn chuyển rời đến một gian khác nhỏ hẹp phòng tối bên trong Đông Chi Điện gian phòng sao mà nhiều, hắn muốn cách một đoạn thời gian liền đem đối phương chuyển cái địa phương, không cho đối phương có nghiên cứu gian phòng thời gian. Đáng tiếc Đông Chi Điện bên trong không có ngục giam, nếu như có liền thoải mái. Sắp xếp cẩn thận thi cùng tiểu thải phía sau Tống Thư Hàng lại trở về phù sinh tiên tử gian phòng. Bá Tống tiền bối, phù sinh tiên tử đứng dậy hành lễ nói, nàng đã thu thập xong đồ vật của mình, đang chuẩn bị hướng Tống Thư Hàng cáo biệt. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, phù sinh đạo hữu là muốn rời đi sao? Đúng vậy, tiếp xuống ta muốn về một chuyến động phủ của mình, đại huynh đoán chừng lại ở trong 2 ngày này tới tìm ta. Mặt khác, ta cũng phải chuẩn bị một chuyến, tiến về tam thập tam thú thần tông di địa. Phù sinh tiên tử hai mắt có chút đỏ lên, nói. Vậy chúc đạo hữu thuận buồm xuôi gió. Tống Thư Hàng hướng phía phù sinh tiên tử ôm quyền nói. Tạ ơn bá Tống tiền bối mấy ngày nay chiếu cố. Phù sinh tiên tử lại đối Tống Thư Hàng thi lễ một cái. Phù sinh tiên tử xuống lầu, mang theo nàng hồ yêu đệ tử tạm thời rời đi. Tống Thư Hàng lại đi tới sở gian phòng, đồng thời trong tay lấy ra một phần bữa sáng đây là hắn thay bạn cùng phòng lúc mua, thuận tay nhiều mua. Hắn cho thi, tiểu thải. Sở đều chuẩn bị một phần. Vốn là còn phù sinh tiên tử phần, bất quá nàng đi so sánh gấp, không thể cho nàng. Sở đã tỉnh lại, đang ngồi ở trước bàn sách, như có điều suy nghĩ. Sở, Tết Trung Thu đến, ngươi nếu không về nhà trước, đi cùng phụ mẫu đoàn tụ đi. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, đồng thời thuận tay đem sớm điểm đưa cho nàng. Tống ca ca ngươi thì sao? Sở hỏi. Ta cũng phải thừa dịp nghỉ. Trở về cùng người nhà ăn bữa cơm. Tống Thư Hàng nói. Sở nhẹ gật đầu, đột nhiên nàng lại nói, Tống ca ca, ngày lễ qua hết phía sau ta còn có thể lại đến sao? Ngươi không cần lên khóa, Tống Thư Hàng nói. Ta nói là, đến lúc đó cuối tuần, ta có thể tới sao? Sở hai mắt sáng tỏ. Tống Thư Hàng dừng một chút phía sau nói, ngươi khoảng cách Giang Nam địa khu gần sao? Sở có chút cúi đầu. Xem ra khoảng cách rất xa a.
tiểu nghỉ dài hạn thời điểm, thời gian nghỉ ngơi tương đối dài lời nói lại tới đi. Dù sao, ngươi là lấy thi đậu Giang Nam Đại học Thành làm mục tiêu, không phải sao? Giang Nam Đại học Thành trúng tuyển điểm số cũng không thấp. Mặt khác, số di động của ta cho ngươi, nếu là ngươi có chuyện, có thể tìm ta. Tống Thư Hàng nói. Sở Sở con mắt lập tức lại sáng lên. Đem Sở Sở cô nương cũng tới xe lửa phía sau Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục tìm một cơ hội, ở trên người tăng thêm huyễn thuật, hai người ngự đao trùng thiên mà lên. Tống Thư Hàng lần trước mượn Diệt Phượng công tử CPU tu luyện phía sau ngự đao trình độ kỹ thuật thẳng tắp tăng lên. Vốn định lại cùng Tô Thị A Thập Lục tranh tài một lần ngự đao phi hành bất quá nghĩ nghĩ, thông nương xuất sinh điểm khoảng cách Giang Nam địa khu khá xa, đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hai người đều vừa mới tấn thăng tứ phẩm, cho dù có đan dược trèo trống, ngự đao phi hành lực bền bỉ cũng không đủ. Tại là, đang phi hành hơn 3 giờ, tiếp cận buổi trưa, Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục lựa chọn tại trong một chỗ núi rừng hạ xuống, làm sơ nghỉ ngơi. Kỳ thật, lấy Tống Thư Hàng hiện tại trạng thái, lại bay lên tầm vài ngày vài đêm cũng không thành vấn đề trong cơ thể hắn có thanh ấn, một mực vì hắn bổ sung linh lực. Mặc dù thanh ấn bổ sung linh lực, đại bộ phận tiến vào, phì kình hư đan, thể nội, bất quá còn có một bộ phận linh lực hội bổ sung Tống Thư Hàng tiêu hao. Sau đó trong cơ thể hắn hạch tâm thế giới, hoạt tuyền, cũng tại bao giờ cũng bổ sung hắn chân nguyên. Cùng Diệp Tư cùng hắn ở giữa linh quỷ khế ước, cũng tại bao giờ cũng tăng cường Tống Thư Hàng chân nguyên, rèn luyện chân nguyên cường độ. Trừ cái đó ra, còn có hoa sen hình chiếu đang điên cuồng hấp thu đoàn kia, cửu u tà năng, cái này đoàn cửu u tà năng bên trong năng lượng ẩn chứa so Tống Thư Hàng tưởng tượng còn mạnh hơn. Đã hút một ngày một đêm còn nhiều, nhưng cái này đoàn cửu u tà năng còn sót lại hơn phân nửa. Hoa sen hình chiếu đang hấp thu cửu u tà năng mở rộng, hạch tâm thế giới, đồng thời, cũng sẽ bổ sung Tống Thư Hàng chân nguyên tiêu hao. Bất quá, vì chiếu cố Tô Thị A Thập Lục, Tống Thư Hàng nhìn thời gian tiếp cận giữa trưa. Liền đề nghị ra đi nghỉ ngơi, thuận tiện ăn cơm trưa. Hai người hạ xuống phía sau Tống Thư Hàng từ không gian pháp khí bên trong lấy ra ăn cơm dã ngoại vải. Lại lấy ra rất nhiều đồ ăn, có thông nương mua qua internet tới được, còn có Tống Thư Hàng mua bữa sáng, thậm chí còn có một bộ phận từ biệt tuyết tiên cơ vậy lưu hạ nguyên liệu nấu ăn. Còn có rất nhiều liền Tống Thư Hàng chính mình cũng nhớ không nổi chỗ nào mua được đồ ăn. Dù sao hắn toàn bộ móc ra mang lên. Lại dùng, hoạt tuyền, suối nước, ngâm một bình linh tuyền bích trà. Hai người ngồi trên mặt đất. Thư Hàng, người nói chúng ta rời đi Giang Nam địa khu vị trí, bí đao thánh quân có thể hay không đuổi theo. Tô Thị A Thập Lục lấy ra một cái bánh bao, cái miệng nhỏ gặm, đồng thời dùng truyền âm nhập mật phương pháp nói. Tống Thư Hàng thở dài, mặc dù rất hy vọng hắn không nên đi lên, nhưng ta luôn cảm giác hắn sẽ cùng theo chúng ta tới. Cái kia loại đứng ngồi không yên cảm giác còn không có tán đi, ngược lại càng ngày càng nặng nề. Suy tư một lát sau, Tống Thư Hàng đột nhiên cởi mở cười một tiếng, nói có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Đạo hữu, gặp nhau tức là hữu duyên, không bằng cùng uống một chén. Tống Thư Hàng nói, hai tay bưng lên, linh mạch bích trà có chút thổi. Dùng hoạt tuyền suối nước pha trà, có thể thơm dùng bạch tôn giả lời nói tới nói, có thể so với biệt tuyết tiên cơ tay nghề. Hương trà, nước ngọt. Một lát sau, một vị tuấn mỹ nam tử tóc vàng, từ núi rừng bên trong nhanh chân bước ra, không hổ là bá Tống Thánh Quân, tại hạ Manstein, gặp qua Thánh Quân. Đạo hữu mời ngồi, Tống Thư Hàng mỉm cười. Vọng Thiên, thật đúng là lừa dối đi ra. Tô Thị A Thập Lục rời cái vị trí, cùng Tống Thư Hàng ngồi vào một loạt. Nam tử tóc vàng cũng không khách khí, tại Tống Thư Hàng đối diện ngồi xuống. Chương 1127. Song thánh biện pháp, nam tử tóc vàng thoải mái tại đối diện ngồi xếp bằng xuống. Tống Thư Hàng con người hơi trầm xuống, sau đó, hắn đưa tay từ vòng tay pháp khí bên trong lấy ra một cái trúc chén. Bên cạnh thân, Tô Thị A Thập Lục đưa tay tiếp nhận trúc chén, gia nhập lá trà, lại lấy nốt tốt, hoạt tuyền, pha trà. Khách nhân mời, A Thập Lục đem nước trà đưa cho nam tử tóc vàng. Đồng thời, nàng âm thầm đánh giá đối phương. Coi như nam tử tóc vàng này cố gắng đè nén hắn tự thân khí tức, nhưng hắn trong lúc giơ tay nhấc chân khí thế loại này không cách nào che giấu. Nam tử tóc vàng này, vô cùng có khả năng chính là bí đao thánh quân. Bát phẩm huyền thánh ngưng tụ thánh ấn, có được nhân tiền hiển thánh quyền lực. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần tu sĩ nhìn thấy huyền thánh, liền sẽ minh bạch huyền thánh thánh danh, biết thân phận của hắn. Bất quá,
Đông Qua Huyền Thánh thân là chân chính bát phẩm huyền thánh, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục không cách nào cam đoan đối phương phải chăng có ẩn tàng thánh danh thủ đoạn. Trước hết coi hắn là bí đao thánh quân đi. Sau đó làm sao bây giờ? Lừa dối đều lừa dối đi ra cũng không thể nói, ta vừa rồi chính là thuận miệng một lừa dối, ngươi từ chỗ nào đến trở về đi đâu, đúng không? Tạ ơn tiểu đạo hữu. Nam tử tóc vàng Manstein hai tay tiếp nhận Tô Thị A Thập Lục trong tay trúc chén, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tán thán nói, trà ngon. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, nói, đạo hữu, liền không sợ trà này bên trong có vấn đề. Thiên nhiên đệ nhất thánh bá Tống Thánh Quân phẩm cách, ta vẫn là tin qua. Nam tử tóc vàng lại tán thán nói, mà lại, trà này bên trong, ẩn chứa sức sống mãnh liệt, một chén xuống dưới chí ít duyên thọ 50 năm, không hổ là bá Tống Thánh Quân. Bực này kéo dài mạng sống chí bảo, lại bị đối phương dùng để pha trà. Đây chính là thiên nhiên đệ nhất thánh bức cách sao? Kể từ đó, hắn cũng không thể yếu đi bức cách mới là. Nam tử tóc vàng thầm nghĩ trong lòng. Tống Thư Hàng cười ha ha, khẽ gật đầu. Đối phương tín nhiệm hắn như thế, hắn thật là có chút không có ý tứ. Uống bá Tống Thánh Quân trà này, ta cũng không tiện không lấy chút đồ tốt đi ra. Nam tử tóc vàng nói. Từ gặp mặt giờ khắc này lên, song phương liền đã tiến vào một loại, so đấu, bên trong. Bá Tống Huyền Thánh lấy duyên thọ 50 năm trà ngon chiêu đãi hắn. Hắn cũng không thể yếu thế. Tại là, nam tử tóc vàng vung tay lên một cái, từ không gian pháp khí bên trong lấy ra một cái to lớn hộp cơm. Hộp cơm mở ra, liền gặp bên trong đầy nhiều loại tiên hào. Đây là ta chuyên môn hướng một vị tiên chủ đặt trước tiên chân yến, mặc dù so ra kém biệt tuyết tiên cơ chủ nghệ, bất quá trong đó có ta người bồi dưỡng thiên tài địa bảo. Dùng ăn phía sau có thể tăng cường thể phách đại lượng dùng ăn, thậm chí có thể đoạn chi trọng sinh. Nếu như bá Tống Thánh Quân có cần, ta có thể vì Thánh Quân dự lưu một nhóm. Nam tử tóc vàng nói, ngắm nhìn Tống Thư Hàng tay trái vị trí. Mặc dù có huyễn thuật cánh tay tại, nhưng lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể một chút khám phá. Tạ ơn đạo hữu, bất quá, đạo hữu quá lo lắng. Ta cánh tay trái này, cũng không có đoạn đi, chỉ là thi pháp, cấp cho một vị nào đó hảo hữu sử dụng mấy ngày, qua vài ngày liền sẽ trả lại. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười nói. Nam tử tóc vàng nghiêm túc ngắm nhìn Tống Thư Hàng cánh tay trái quả nhiên, cái này cánh tay trái cũng không có đoạn đi, mà là một loại nào đó hắn cũng nhìn không thấu bí pháp, đem cánh tay trái, lấy, dưới, cũng duy trì ngẫu nứt tơ còn liền trạng thái. Đạo hữu cánh tay trái, đêm nay hội trở về sao? Nam tử tóc vàng trầm giọng hỏi. Cái này nhưng phải nhìn thiên kiếp sẽ kéo dài tới khi nào? Tống Thư Hàng đáp cái này ra hỏa, hẳn là bí đao thánh quân không thể nghi ngờ. Bất quá. Đối phương đã dùng thủ đoạn đặc thù ẩn giấu đi thánh danh, vậy liền biểu thị đối phương còn không muốn trực tiếp lấy, bí đao thánh quân, thân phận cùng gặp mặt hắn. Mà là muốn đợi đến đêm nay đêm trăng tròn, lại đổi hắn a. Nam tử tóc vàng, ngọa thảo, nghe bá Tống Huyền Thánh thuyết pháp, cánh tay trái của hắn là cho người mượn đi độ kiếp. Cái này đều có thể đi. Cho tới nơi này lúc, giữa song phương, tạm thời trầm mặc lại. Sau đó, song phương yên lặng uống trà, dùng bữa. Trầm mặc có chút ít thời gian phía sau nam tử tóc vàng nhìn không được, mở miệng hỏi, bá Tống Thánh Quân, ngươi cho rằng trên thế giới này, là phòng ngự trọng yếu. Vẫn là công kích trọng yếu. Đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. Tại đêm trăng tròn trước khi đại chiến, tới trước một lần lý niệm thượng va chạm đi. Bất kể là phòng ngự, vẫn là công kích, đối với tu sĩ tới nói, thiếu một thứ cũng không được. Phòng ngự cũng tốt, công kích cũng được, đều rất trọng yếu. Tống Thư Hàng dùng dầu cù là hồi phục, đáp. Nam tử tóc vàng lắc đầu, nhưng mà sức người có hạn, muốn đồng thời tinh thông phòng ngự cùng công kích, trong mắt của ta cũng không có lợi. Tu sĩ chúng ta, mỗi tấn thăng một cảnh giới, thì có thiên kiếp đang chờ chúng ta. Làm quan trọng đối kháng thiên kiếp, 10 điểm phòng ngự, so với 5 điểm công kích cộng 5 điểm phòng ngự, càng thêm có hiệu. Bá Tống Thánh Quân nghĩ như thế nào? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên thật vọng thiên. Bí đao thánh quân đây là muốn cùng hắn luận đạo tiết tấu a. Hắn cái này, ngụy bát phẩm, cộng, nửa bước tứ phẩm, tại sao cùng bí đao thánh quân vị này thật bát phẩm đại lão luận đạo? Vài phút liền sẽ bị bạo thành cặn bã a. Không thể phủ nhận, tại đối mặt thiên kiếp lúc, 10 điểm phòng ngự, so với 5 điểm công kích cộng 5 điểm phòng ngự mạnh hơn. Tống Thư Hàng có chút nhấp một ngụm trà nước, đã như vậy, đem công kích cùng phòng ngự hòa làm một thể, liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Bá Tống Thánh Quân trả lời,
lại không thể để cho ta hài lòng. Nam tử tóc vàng dứt lời, thân hình hơi chấn động một chút. Sau một khắc, một bộ kim quang sáng lạn áo giáp xuất hiện ở trên người hắn chính tông Khải Ý. Hắn tiếp tục nói, công kích cùng phòng ngự, là hai loại hoàn toàn đối lập tính chất. Trong mắt của ta, công phòng nhất thể chỉ có thể là công kích phòng ngự nửa này nửa kia chai nước. Thử hỏi, bá Tống Thánh Quân, người muốn thế nào đem công kích cùng phòng ngự hòa làm một thể? Tống Thư Hàng, làm sao kéo tới đề tài này lên? Một bên Tô Thị A Thập Lục nguyên bản còn có chút khẩn trương, nhưng nhìn thấy nam tử tóc vàng ngưng tụ ra Khải Ý phía sau khóe miệng nàng không khỏi dương lên, hai tay dâng chén trà, mỹ mỹ nhấp một miếng. Tống Thư Hàng tay phải đặt chén trà xuống, tán thán nói, đạo hữu Khải Ý mạnh, để cho người ta thán phục. Chỉ có thể nói, không hổ là có thể cứng rắn bát phẩm huyền thánh cướp 3 năm mãnh nam, cái này một thân Khải Ý, 33.333 cái tán. Bá Tống Thánh Quân vẫn không trả lời vấn đề của ta. Nam tử tóc vàng nói. Thôi được, mặc dù ta hiện tại trạng thái vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cho đạo hữu biểu thị một lần nhưng cũng không sao. Tống Thư Hàng một mặt nghiêm túc nói. Trạng thái không có khôi phục điểm ấy, không cần Tống Thư Hàng nói, một bên nam tử tóc vàng cũng có thể đoán được, dù sao Tống Thư Hàng hiện tại hiện ra nhiều nhất tứ phẩm trình độ. Tống Thư Hàng dứt lời, nhẹ nhàng hít một hơi, hắn trong mắt có đạo ý ngưng tụ. Đạo ý phát ra, trong rừng có lá rụng bay xuống, tiếp cận Tống Thư Hàng thân thể thời điểm, liền bị trong hư không đạo ý xoắn thành vỡ nát. Cái này đạo ý cũng không mạnh, nam tử tóc vàng hoàn toàn sẽ không đem loại trình độ này đạo ý để vào mắt. Bất quá sau một khắc, nam tử tóc vàng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy cái này đạo ý, quấn quanh ở bá Tống Thánh Quân thân thể bộ vị mấu chốt, sau đó bắt đầu ngưng tụ. Đạo ý dẫn dắt Tống Thư Hàng thể nội đao khí, trong nháy mắt tạo thành một bộ sắt thép khôi giáp. Khôi giáp bên trên, có tinh mỹ đạo văn. Khôi giáp hình thành phía sau đao ý cùng đao khí toàn bộ nội liễm. Cái này Khải Ý. Không, không đúng, đây là đạo ý. Nam tử tóc vàng đột nhiên đứng lên. Trước mắt một màn này đơn giản hủy hắn tam quan. Danh xưng công kích vô song, bá đạo chi ý đạo ý, vậy mà lại ngưng tụ thành khôi giáp. Đạo ý cũng tốt, Khải Ý cũng được, đều là tu sĩ ý chí. Công kích cùng phòng ngự, đều là thủ đoạn của tu sĩ. Chỉ cần dám đi nếm thử, cả hai hợp hai làm một, cũng không phải là không có khả năng. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu. Chỉ cần dám đi nghĩ, dám đi nếm thử, không có gì không thể nào. Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Nam tử tóc vàng trầm tư một lát, đột nhiên lắc đầu, nhưng là, ý nghĩa ở đâu? Đem đao ý ngưng tụ thành Khải Ý, chỉ là từ bỏ đao ý, sở trường, đi đào móc đao ý, điểm yếu. Nếu như vừa đến, quả thực là lấy mình ngắn, tấn công địch chiều dài. Bá Tống Thánh Quân người cái gọi là, công kích cùng phòng ngự, dung hợp làm một thể, trong mắt của ta, chỉ là chuyện thiếu lâm. Tống Thư Hàng mỉm cười lắc đầu, sau một khắc hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong hư không có hơn 10 chỉ, vô hình kiếm cổ, hiện thân. Đạo hữu nhìn kỹ, Tống Thư Hàng dứt lời. Triệu triệu tay, lập tức, cái này tầm 10 con vô hình kiếm cổ điên cuồng hướng Tống Thư Hàng công tới, đinh 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 đốt, hướng phía Tống Thư Hàng trên người, đao ý khôi giáp triển khai tiến công. Vô hình kiếm cổ là bạch tôn giả thuần hóa linh thú, bất quá bọn chúng gần nhất một mực đang Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong sinh trưởng, lại thêm, bạch tôn giả cùng Tống Thư Hàng cộng đồng sử dụng một cái thần thú dưỡng thành hệ thống. Bất chi bất giác, nhóm này kiếm cổ cùng Tống Thư Hàng ở giữa cũng nhiều một sợi liên hệ. Thư Hàng mặc dù không cách nào giống chủ nhân đồng dạng khống chế những này vô hình kiếm cổ, nhưng chỉ huy bọn chúng tiến hành đơn giản một chút động tác vẫn có thể làm được. Tống Thư Hàng lúc đầu có nghĩ qua để nam tử tóc vàng đánh hắn một quyền, nhưng nghĩ tới đối phương rất có thể là bí đao thánh quân, bát phẩm huyền thánh. Cho dù là đơn giản một quyền, cũng có thể muốn hắn mạng nhỏ. Tại là đành phải lùi lại mà cầu việc khác, triệu hoán vô hình kiếm cổ đi ra trợ trận. Vô hình kiếm cổ công kích lại tật lại nhanh. Ước chừng 20 hơi thở về sau, Tống Thư Hàng, đao ý, khôi giáp, đạt đến điểm tới hạn. Tống Thư Hàng vội vươn tay một chiêu, những này vô hình kiếm cổ toàn bộ bị thu hồi hạch tâm thế giới. Chiêu này, lại có chút chấn nam tử tóc vàng một chút không gian lực lượng. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng, bá Tống Thánh Quân cũng không có sử dụng, không gian pháp khí, hắn chỉ có thể cảm giác được không gian chung quanh có chút ba động, những này vô hình kiếm cổ lại một lần biến mất. Nhưng là... Không gian lực lượng không phải kiếp tiên cấp bậc mới có thể nắm giữ sao? Không hổ là thiên niên đệ nhất thánh thủ đoạn phong phú.
Mà đúng lúc này, hắn cảm ứng được Tống Thư Hàng, đạo ý khôi giáp, thượng sinh ra dị biến. Một đạo nghiêm nghị đạo ý, từ đạo ý khôi giáp nổi lên hiện. Cái này đạo ý uy lực với hắn mà nói cũng không tính quá mạnh, nhưng trong đó ẩn chứa ý, lại vô cùng sắc bén. Phản kích đạo ý dẫn dắt đạo khí, chém về phía hư không, chém ra gần 200 mét khoảng cách, vẫn như cũ ngưng mà không chạm, tự tựa hồ muốn đem bầu trời đều chém ra. Cuối cùng đạo này muốn chạm khai thiên không khí thế, là Tống Thư Hàng từ, Xích Tiêu Tử, đạo trưởng cái kia phần thiên hỏa diễm đao bên trong mượn đến một sợi đao ý. Loại kia phần thiên trừ hải cường hoành đao ý, tại Tống Thư Hàng trong tay biến thành chạm thiên đao ý. Chương 1128, đạo hữu xin dừng bước. Tống Thư Hàng một lần nữa nắm lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, đạo hữu cho rằng như thế nào. Nam tử tóc vàng cau mày, xa vào đến khổ tư bên trong, không có trả lời ngay Tống Thư Hàng. Vừa rồi, cuối cùng cái kia một đạo phảng phất muốn đem bầu trời chém ra, xé rách nghiêm nghị đao ý, để hắn cảm giác làn da đều có loại nhói nhói ảo giác, đao kia ý cực kỳ sắc bén. Hắn không thể không thừa nhận bá Tống Thánh Quân, hoàn toàn chính xác đã hoàn mỹ làm được đem, phòng ngự cùng công kích kết hợp làm một thể. Chẳng lẽ, hắn cũng phải để cho mình khải ý diễn hóa xuất, công kích đến. Ý nghĩ này chỉ là vừa phù hiện, liền bị hắn lập tức từ trong đầu chém tới. Công kích cùng phòng ngự hòa làm một thể, là bá Tống Huyền Thánh nói, lại không phải hắn nói. Hắn nói, rất kiên định, cái kia chính là phòng ngự, kiên trì phòng ngự. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục đứng dậy, dẫn theo ấm trà, cho Thư Hàng cùng nam tử tóc vàng các rót đầy nước trà. Nam tử tóc vàng uống nước xong trà, thở dài, bá Tống Thánh Quân quả nhiên không có khiến ta thất vọng, tại phòng ngự cùng công kích lý niệm bên trên, người giải độc đáo. Nhưng là... Bá Tống Thánh Quân, công phòng nhất thể đao ý, vẫn là không cách nào để hắn hoàn toàn phục. Hắn luôn cảm giác, bá Tống Thánh Quân, lý niệm, bên trong, kém một ít gì đó, có loại ba phải ảo giác. Nhưng đến cùng bá Tống Thánh Quân lý niệm bên trong kém thứ gì, hắn trong lúc nhất thời lại giảng không ra. Cho nên, tạm thời đem bá Tống Thánh Quân lý niệm xưng là phái trung gian. Công kích phái trung gian, phòng ngự phái, đến cùng loại nào mới thật sự là vương đạo. Ngay tại đêm nay một trận chiến bên trong công bố đi. Tu sĩ chúng ta, mỗi người đều có chính mình đạo. Bước ra chính mình đạo, mới có cơ hội nhúng chàm trường sinh. Người khác nói, không nhất định thích hợp bản thân. Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng nói. Điểm ấy, hắn là biểu lộ cảm xúc. Hắn tiếp xúc qua mấy vị trường sinh giả, đối loại chuyện này hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Chính mình đạo, nam tử tóc vàng gật đầu nói, mỗi người đều có chính mình đạo. Điểm ấy ta cũng đồng ý. Nhưng ta càng cho rằng, chính mình đạo cũng nhất định phải để cho người khác thừa nhận nó tính chính xác. Tống Thư Hàng, nếu như người khác không thừa nhận, người liền muốn dùng nắm đấm đánh tới người khác thừa nhận đúng không? Bá Tống Thánh Quân, đêm nay đêm trăng tròn chúng ta gặp lại. Lúc này, nam tử tóc vàng đứng lên, hắn đã không định lại che giấu thân phận của mình, ta đã mời tu sĩ Nhật Báo, Thiên Cơ Tin Tức Trung Tâm, Thần Cương Tu Sĩ Điện Đài, Thánh Điện Kênh. Vụ sư võng lạc trung tâm các loại phóng viên đến đây, trực tiếp đêm nay một trận chiến. Tống Thư Hàng ngầm thở dài, bí đao thánh quân là muốn làm lớn chuyện a. Ta biết bá Tống Thánh Quân tình trạng của ngươi không có khôi phục, nơi này, có một khỏa thánh phẩm đan dược, cực kỳ chân quý. Đủ để cho bá Tống Thánh Quân ngươi tại đêm nay trước, đem trạng thái khôi phục. Bí đao thánh quân dứt lời, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, ném cho Tống Thư Hàng. Loại này chân quý đan dược. Đủ để làm bảo mệnh sử dụng. Vì đêm nay một trận chiến, liền đem hắn đưa ta, người cảm giác giá trị. Tống Thư Hàng lắc lắc cái này bình nhỏ, cười ha hả nói. Không đáng, bí đao thánh quân một mặt thịt đau nói, cho nên, đưa ta. Tống Thư Hàng, hắn thực sự không nghĩ tới bí đao thánh quân sẽ như vậy trả lời này hắn làm sao tiếp. Khục kỳ thật, viên thuốc này, là ta mời bá Tống Thánh Quân đánh với ta một trận suốt tràng phí. Dù sao, đổi thành ta là bá Tống Thánh Quân, không hiểu thấu bị người ép buộc ước ra ngoài chiến đấu, ta khẳng định là sẽ không tham gia. Cho nên, suất tràng phí là nhất định, bí đao Thánh Quân nói. Tống Thư Hàng, cái này ra hỏa đã vậy còn quá có tự mình hiểu lấy. Như vậy, cứ như vậy quyết định, bí đao Thánh Quân đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tống Thư Hàng nói, không phải chiến không thể sao. Nhất định, coi như bá Tống Thánh Quân ngươi muốn tránh chiến. Ta cũng sẽ chết quấn lấy ngươi. Mặc dù ta biết dạng này không đúng, nhưng ta chính là phải cứ cùng ngươi một trận chiến không thể.
Bí đao thánh quân một mặt kiên định nói. Hắn người mặc vàng óng ánh khải ý khôi giáp, cả người liền như là trong thần thoại quang minh thánh kỵ sĩ giáng lâm, trong miệng lại nói lấy nhất hỗn đản. Nếu ta cự tuyệt đâu? Tống Thư Hàng nói. Ta dùng lúc trước ta tại huyền thánh giảng pháp, lúc lời nói trả lời bá tống thánh quân, từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Coi như người cự tuyệt quyết đấu cũng vô dụng, người và ta ở giữa một trận chiến, không người nào có thể ngăn cản. Bí đao thánh quân vỗ bản thân trước bộ ngực khôi giáp, đắc ý nói. Cái kia ta nhận thua, Tống Thư Hàng nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ, bí đao thánh quân nói. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có nói cho ngươi một cái liên quan tới ta đại bí mật. Tống Thư Hàng nói. Bí đao thánh quân dừng thân hình, hỏi, mời nói. Kỳ thật, ta cũng không phải là bát phẩm huyền thánh, ta chỉ là một cái tứ phẩm tu sĩ, bởi vì trùng hợp mới ngưng tụ thánh ấn. Thậm chí ta thực lực bây giờ, liền tứ phẩm cũng còn không tới, chỉ có thể coi là cái nửa bước tứ phẩm. Tống Thư Hàng nói. Ha 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 ha. Bí đao thánh quân cười ha ha. Ngừng cười phía sau hắn nói, bá Tống Thánh Quân, chuyện cười của ngươi tốt thú vị. Tống Thư Hàng. Bá Tống Thánh Quân, ta biết ngươi rất mạnh. Trên thực tế, rời đi độ kiếp thế giới thời điểm, ta gặp được một vị đang độ kiếp bạch đạo hữu. Hắn tất cả đều nói cho ta biết, bá Tống Thánh Quân ngươi là hắn thấy qua thiên tài nhất tu sĩ. Đã từng, ngươi chỉ dùng 4 tháng thời gian, liền tu luyện tới tứ phẩm cảnh giới. Nói thật, lúc ấy ta có chút bị đả kích, nhưng là... Chính là bởi vì bá Tống Thánh Quân ngươi yêu nghiệt như thế, thiên tài như thế, cho nên ta mới có thể càng có khiêu chiến động lực. Ta muốn để chư thiên vạn giới người tu luyện đều biết, ta, phòng ngự chi đạo, sẽ không thua bất kỳ yêu nghiệt thiên tài. Bí đao thánh quân một mặt kiên định nói. Tống Thư Hàng, mặc dù ngươi nói không sai a, nhưng là... Bá Tống Thánh Quân, xin đừng nên cho ta mặt mũi, toàn lực một trận chiến đi. Coi như thua ở đạo hữu trong tay, ta cũng không oán không hối. Bí đao thánh quân nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Như vậy, cứ như vậy quyết định. Bí đao thánh quân nói, dứt lời, hắn từng bước một hướng phía nơi xa bước đi. Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi, đạo hữu, phòng ngự của ngươi chi đạo, có thể chống đỡ được bao nhiêu mai, thiên kiếp bom nguyên tử. Bí đao thánh quân xoay người lại, là vị kia bạch đạo hữu khi độ kiếp, loại kia thiên kiếp bom nguyên tử, còn có thiên kiếp bom hydro sao? Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, thuận tiện tiết lộ một chút sao. Bá Tống Thánh Quân ngươi dạng này đường đường chính chính hỏi thăm, ta lại không tốt không trả lời ngươi. Thiên kiếp bom nguyên tử uy lực, ta đoán chừng nên có bát phẩm huyền thánh sơ giai lực công kích. Bằng vào ta phòng ngự chi đạo, hiện tại coi như mấy chục mai cùng một chỗ công kích, ta cũng sẽ không sợ. Còn thiên kiếp bom hydro uy lực, ta cũng không rõ ràng, khó mà nói. Bí đao Thánh Quân nói. Đương nhiên. Hắn nói chỉ là một cái số ảo. Trên thực tế, hắn toàn lực phòng ngự, nhất định có thể phòng được càng nhiều thiên kiếp bom nguyên tử uy lực nổ tung. Thiên kiếp bom hydro uy lực, tại bát phẩm đỉnh phong. Tống Thư Hàng nói bổ sung. Bí đao thánh quân hít một hơi thật sâu, nếu là như vậy, ta chỉ sợ nhiều nhất chống nổi một cái thiên kiếp bom hydro. Đã như vậy, vậy ta hỏi một vấn đề. Tống Thư Hàng nói, nếu như đối mặt 1000 mai thiên kiếp bom nguyên tử, 100 mai thiên kiếp bom hydro, đạo hữu muốn làm sao mới có thể chịu ở. Bí đao thánh quân khóe miệng co giật, chỉ chết mà thôi. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, sau đó bắt đầu kiểm tra từ bản thân thiên kiếp kho vũ khí tồn bạch tiền bối tại một ngày một đêm ở giữa lại quét rất nhiều đợt thiên kiếp. Sau đó thông qua Tống Thư Hàng, tay trái, đưa chúng nó đưa vào đến hạch tâm thế giới. Bất quá, thiên kiếp bom hydro cùng bom nguyên tử số lượng, còn không có đạt tới ban sơ dự tính số lượng. Cũng không biết tại đêm nay trước đó, bạch tiền bối có thể soát ra bao nhiêu bom hydro cùng bom nguyên tử. Bá Tống Thánh Quân, vì sao muốn có câu hỏi này? Bí đao Thánh Quân hỏi ngược lại. Hừm, kỳ thật ta có một cái tiểu pháp thuật, muốn bày ra cho đạo hữu xem xét. Tống Thư Hàng suy tính một lát sau, lên tiếng nói. Lúc đầu hắn đầy dự tổn ép ngọn nguồn tuyệt chiêu, hạch uy hiếp, là chuẩn bị ban đêm đêm trăng tròn thời điểm lại hiện ra. Lợi dụng được. Nói không chừng có thể trực tiếp bức lùi bí đao thánh quân. Đồng thời, đến tối thời điểm, bạch tiền bối nhất định quét càng nhiều thiên kiếp bom nguyên tử cùng bom hydro, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng là buổi tối hôm nay, bí đao thánh quân mời tu sĩ nhật báo còn có các đại tu sĩ giới phóng viên, muốn làm cái lớn tin tức. Tống Thư Hàng lo lắng tại hiện trường trực tiếp lúc, đợi sử dụng, hạch uy hiếp, sẽ có dị biến. Tỷ như bí đao thánh quân bởi vì trước mắt bao người,
mất mặt, kiên trì muốn kháng một phát thiên kiếp bom hydro cái gì, sẽ khá phiền phức. Còn nữa, nhiều như vậy phóng viên ở đây, Tống Thư Hàng sử dụng thiên kiếp bom hydro, sẽ có cố kỵ mặc dù chính hắn biết, cái thiên kiếp này bom hydro tại hiện thế căn bản nổ không được. Nhưng người khác không biết a, nếu như ngay trực tiếp trước mặt, bày ra muốn nổ bom hydro tư thế, rất có thể sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Cuối cùng, hạch uy hiếp môn này, hù dọa người, tuyệt chiêu, hắn còn muốn bảo lưu lấy, tương lai nói không chừng có thể nhiều sử dụng mấy lần. Dạng này át chủ bài, bị trực tiếp, đi ra ngoài, rất không có lợi. Nghĩ tới nghĩ lui, không bằng hiện tại liền sáng lên, hạch uy hiếp. Nếu như có thể dọa lùi bí đao thánh quân lời nói tốt nhất, nếu như không thể lời nói vậy hắn trực tiếp tiến vào hạch tâm thế giới, chờ bạch tôn giả độ xong thiên kiếp, trở ra giận đỗi đông qua. Bí đao thánh quân lang tiếng cười một tiếng, có cái gì pháp thuật, ban đêm chúng ta một trận chiến lúc rồi nói sau. Dứt lời, bí đao thánh quân nhanh chân đi xa. Đạo hữu xin dừng bước, ta cảm giác pháp thuật kia, hiện tại liền cho đạo hữu nhìn xem sẽ khá tốt. Tống Thư Hàng dứt lời, tay phải vỗ tay phát ra tiếng, mở ra bản thân hạch tâm thế giới. Trong hư không, tạo nên từng cơn sóng gợn có từng cái đầu đạn hạt nhân, từ không gian bên trong gạt ra. Những thiên kiếp này đầu đạn hạt nhân một nửa kẹt tại hiện thế, một nửa khác lưu tại hạch tâm thế giới, như ẩn như hiện. Mỗi một cái đầu đạn bên trên, đều ẩn chứa thiên kiếp khí tức, còn có kinh khủng uy áp. Nhóm này đầu đạn hạt nhân, đều là thiên kiếp bom nguyên tử, mỗi một mai đều có được bát phẩm sơ giai uy lực công kích. Hết thảy gần 200 mai thiên kiếp bom nguyên tử, đây là bộ phận bom nguyên tử đầu đạn. Ta dựa vào, bí đao thánh quân mở to hai mắt nhìn. Cho nên, đạo hữu người thật sự quyết định, đêm nay muốn cùng ta một trận chiến sao? Tống Thư Hàng muốn bày một cái khoanh hai tay tư thế, nhưng hắn hôm nay chỉ có một cái tay, đành phải làm a. Hắn chỉ có thể bày ra một tay cắm trong túi quần tư thế, duy trì mỉm cười. Chương 1129, Tống Sư người bị bí đao thánh quân đánh thật thê thảm. Tô Thị A Thập Lục bưng lấy chén trà, có chút lui về phía sau một điểm vị trí này thuận tiện Tống Thư Hàng đưa nàng đưa vào đến hạch tâm thế giới. Vạn nhất Tống Thư Hàng hạch uy hiếp không dọa được bí đao thánh quân, cái kia nàng và Tống Thư Hàng liền muốn tiến vào hạch tâm thế giới đi tránh nạn. Thiên kiếp bom nguyên tử, bí đao thánh quân trầm giọng nói, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cái kia đánh thượng thiên kiếp khí tức, mỗi một phát đạn hạt nhân thượng đều có được bát phẩm huyền thánh cấp bậc uy áp, số lượng càng đạt đến kinh khủng 200 mai số lượng. Đồng thời nổ tung lời nói, đơn giản tuyệt vọng. Cho nên nói, đạo hữu, ngươi cho là mình phòng ngự chi đạo có thể ngăn được bọn chúng sao? Tống Thư Hàng có chút ngửa đầu, bình tĩnh nói. Bí đao thánh quân trầm mặc, một lát sau, hắn cắn răng nói, nếu như chỉ là những thiên kiếp này bom nguyên tử mặc dù có 200 mai nhiều số lượng, nhưng nếu quả như thật muốn khiêng, hắn vẫn có nhất định tỷ lệ vượt qua đi. Dù sao, hắn hiện tại đã là bát phẩm huyền thánh, liền xem như vừa tấn giai, nhưng cũng là chính hiệu huyền thánh. Hắn vừa mới nói được nửa câu, liền gặp Tống Thư Hàng phía sau. Lần nữa tạo nên từng vòng gợn sóng. Sau đó, một cái kiểu mới đầu đạn, từ Tống Thư Hàng phía sau chậm rãi gạt ra. Từ đầu đạn tổng thể hình dạng đến xem, mới đầu đạn cùng cái kia 200 mai bom nguyên tử đầu đạn bộ dáng đều không khác mấy. Bất quá cái này kiểu mới đầu đạn tạo hình càng thêm mới lạ, hắn cùng thiên kiếp bom nguyên tử tương đối, phảng phất như là xe sang trọng cùng phổ thông thay đi bộ xe đồng dạng. Đồng thời, loại kia bát phẩm huyền thánh đỉnh phong cấp bậc uy áp, lại lần nữa đầu đạn bên trên tán phát ra. Bí đao thánh quân cảm giác mình toàn thân đều có chút cứng ngắc, sau một lúc lâu, hắn khổ sở nói, thiên kiếp bom hydro. Tống Thư Hàng cười không nói. Tại sau lưng của hắn, trong hư không lại tạo nên từng đợt gợn sóng, một cái lại một cái thiên kiếp bom hydro, từ trong hư không chậm rãi chui ra, khóa chặt bí đao thánh quân. Bí đao thánh quân khẳng định, chỉ cảm thấy một loại tuyệt vọng đem hắn triệt để bao phủ. Căn bản không cần nhiều như vậy mai thiên kiếp bom hydro, chỉ cần một cái, liền có thể đem hắn nổ hoài nghi nhân sinh. Nghĩ được chưa, Tống Thư Hàng ôn nhu nói, đêm nay đêm trăng tròn, ngươi còn muốn đánh với ta một trận sao? Bí đao thánh quân liên tục cười khổ, hắn nhìn qua số lượng này đông đảo thiên kiếp bom hydro cùng thiên kiếp đạn hạt nhân lấy hắn bát phẩm huyền thánh cấp thị lực, đương nhiên sẽ không nhận lầm, đây không phải huyễn thuật, toàn bộ là chân thực tồn tại. Cuối cùng, ta có một vấn đề. Bí đao thánh quân nói, bá Tống thánh quân, nếu như những thiên kiếp này bom nguyên tử cùng thiên kiếp bom hydro nổ tung lời nói, chính ngươi muốn thế nào may mắn thoát khỏi?
thiên kiếp bom hydro uy lực nổ tung, khẳng định không nhận Tống Thư Hàng khống chế. Tống Thư Hàng xoay đầu lại ngắm nhìn Tô Thị A Thập Lục. Tô Thị A Thập Lục bưng lấy chén trà, mỹ mỹ đem nước trà uống xong, sau đó nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng vỗ tay phát ra tiếng, sau một khắc, Tô Thị A Thập Lục còn có trên mặt đất tất cả đồ ăn, khăn trải bàn, còn có đồ uống trà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không gian lực lượng thì ra là thế, bí đao thánh quân thở thật dài. Thiên kiếp bom hydro nổ tung, sau đó bá Tống thánh quân bản thân thông qua không gian lực lượng rời đi nơi đây. Cứ như vậy, tiếp nhận thiên kiếp bom hydro cộng thiên kiếp bom nguyên tử tổn thương, cũng chỉ có hắn đông qua. Đạo hữu thủ đoạn, để cho ta bội phục, bí đao thánh quân nói. Nhưng là, trong lòng của hắn không phục. Thiên niên đệ nhất thánh bá Tống huyền thánh thủ đoạn nghịch thiên, trực tiếp chuyển ra thiên kiếp vũ khí hạt nhân, đối mặt dạng này đại sát khí, hắn không có sức chống cự. Nhưng là, trong lòng của hắn không phục, không dùng quyền đầu, đại đao đem hắn chặt phục, trong lòng của hắn chính là không phục. Tại là, bí đao thánh quân nói, nhưng là, bá Tống thánh quân, trong nội tâm của ta không phục. Đêm nay một trận chiến lúc, có bản lĩnh không cần sử dụng những thiên kiếp này đạn hạt nhân. Tống Thư Hàng đưa tay hướng về sau hất lên, tất cả thiên kiếp bom nguyên tử cùng thiên kiếp bom hydro, chậm rãi lui về hạch tâm thế giới. Ta chỉ hỏi đạo hữu một câu, những thiên kiếp này vũ khí hạt nhân, có phải hay không thực lực của ta một bộ phận? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Bí đao thánh quân trầm mặc một lát đúng. Cho nên, như đạo hữu ngươi nhất định phải một trận chiến không thể. Vậy liền chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thiên kiếp vũ khí hạt nhân tẩy lễ đi. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Không ổn, kịch bản cùng lời kịch có chút theo không kịp lúc trước hắn não bổ hình ảnh, chỉ não bổ đến bản thân hiện ra đạn hạt nhân, sau đó bí đao thánh quân tại, hẹt uy hiếp, hạ đầu hàng một màn. Không nghĩ tới bí đao thánh quân sẽ còn không phục. Tiếp tục như vậy nữa, có thể hay không chơi thoát. Ta đã biết, là ta quá tự cho là, bí đao thánh quân khôi phục lại bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, nói tối đa một tháng, ta nhất định sẽ tìm ra phá giải thiên kiếp vũ khí hạt nhân phương pháp. Tháng sau đêm trăng tròn, ta lại đến chiến ngươi. Tống Thư Hàng lập tức cảm giác lá gan đau, thận đau, đau dạ dày, phổi đau, các loại đau. Đạo hữu, ngươi quá câu chấp, Tống Thư Hàng nói. Bí đao thánh quân trầm giọng nói, không có một khỏa cố chấp tâm, lại như thế nào cầu đạo tu hành. Tu chân, dựa vào là chính là cố chấp ý chí. Bá Tống Thánh Quân, chúng ta xin từ biệt. Dứt lời, bí đao Thánh Quân ôm quyền hành lễ, hơi nghiêng người đi, nhanh chóng biến mất. Tống Thư Hàng nhìn qua hắn đi xa bối cảnh, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Hạch uy hiếp dùng qua, lần sau gặp gỡ bí đao Thánh Quân muốn tạc bạn. Mà lại hắn có loại trực giác coi như lần sau Bạch Tôn giả bế quan đi ra, âm thầm giúp hắn một tay, đem bí đao Thánh Quân đỗi té xuống đất, nhưng bí đao Thánh Quân khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại. Có lần sau đêm trăng tròn khiêu chiến, vậy liền sẽ có hạ hạ lần, thậm chí còn có thể có hạ lần. Trừ phi, lần sau đêm trăng tròn khiêu chiến, Bạch Tôn giả âm thầm giúp hắn một tay phía sau hắn phải gìn giữ tốt tiết tấu, cùng đông qua đại chiến 300 hiệp, sau đó kỹ yếu một bậc, bị đỗi té xuống đất. Tâm thật mệt mỏi, Tống Thư Hàng thở dài. Lúc trước, nếu như hắn tại khi độ kiếp lui ra phía sau một số, đem thiên niên đệ nhất thánh tên tuổi, tặng cho đằng sau các vị tiền bối tốt biết bao nhiêu. Nếu như vậy, lúc này lá gan đau người cũng không phải là hắn. Bí đao thánh quân rời đi, Tống Thư Hàng đem Tô Thị A Thập Lục từ hạch tâm thế giới trung chuyển rời đi ra. Cùng nhau đi ra, còn có thi cùng tước yêu tiểu thải. Tô Thị A Thập Lục hiện thân phía sau ngắm nhìn bốn phía, truyền âm nhập mật nói, bí đao thánh quân rời đi sao? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đồng dạng truyền âm nói, bất quá, binh bất yếm trá. Vẫn là cẩn thận hơn một số, không cần đàm luận thiên kiếp đạn hạt nhân cùng bí đao thánh quân chủ đề. Được, Tô Thị A Thập Lục cười nói. Tiếp đó, Tống Thư Hàng lại đem ăn cơm dã ngoại vải một lần nữa lấy ra, bao quát trên đó bí đao thánh quân mời tiên chủ chế tác tiên hào. Vừa vặn giữ lại cho thi cùng tiểu thải giữa trưa bữa ăn. Đồng thời, Tống Thư Hàng lại giữ lại bộ phận tiên hào, một hồi chuẩn bị đưa đến thiên kiếp thế giới, bên trong đi, chuyển giao cho Bạch Tôn giả. Thì vuốt mắt, Tống Sư Huynh, chúng ta hôm nay ăn cơm dã ngoại sao? Xem như thế đi, Tống Thư Hàng trả lời. Sau đó, mau chóng tiến về thông nương sinh trưởng chỗ, đi xem một chút xích tiêu tử đạo trưởng đến cùng vì thông nương lưu lại cái gì. Đúng rồi, Tống Sư Huynh, lúc này, thì hỏi, hôm nay là Tết Trung Thu à?
Tống Thư Hàng nói. Thi trả lời, ta vừa rồi làm cái ác mộng, mơ tới Tống sư huynh ngươi cùng Bí Đao Thánh quân đại chiến, ngươi bị đánh thật thê thảm. Chương 1130. Đồng quái tiền bối cách không một quẻ. Tống Thư Hàng. Yên tâm đi, Bí Đao Thánh quân đã rời đi. Tô Thị A Thập Lục cười nói. Cho nên, Tống sư huynh đã bị Bí Đao Thánh quân đánh qua. Thi Lô Ly nháy nháy mắt. Tống Thư Hàng thở dài, người đối với ta cứ như vậy không có lòng tin. Bí Đao Thánh quân đã nhận thua rời đi, vừa đi. Ăn cơm đi, đừng có lại đoán bậy. Vì để tránh cho Thi nói lộ ra miệng, Tống Thư Hàng sớm đem chủ đề cho kết thúc rơi. Sư phụ uy vũ bá khí, Tước Yêu Tiểu Thải hưng phấn nói. Tống Thư Hàng tiện tay lấp một khỏa, đạo ý thông huyền hạt sen, đến Tiểu Thải trong miệng, đừng vuốt mông ngựa, ngươi cương thủ luyện thế nào. Mấy ngày nay Tiểu Thải một mực bị Đông Phương Lục Tiên Tử mang theo khắp thế giới siêu độ, cũng không biết nàng luyện công phương diện có hay không kéo xuống. Nàng thọ nguyên không nhiều, vẫn là mượn, quân tử kim liên hạt sen, cùng, hoạt tuyền, kéo dài 100 năm thọ nguyên. Nếu như tu luyện không chịu khó, tại trong 100 năm không cách nào tấn cấp, sẽ phải nghỉ chơi. Hồi sư phụ, đã có nhất định hiệu quả, xem như nhập môn đi, tại tu luyện cương thủ thời điểm, Đông Phương trưởng lão chỉ điểm ta rất nhiều. Tiểu Thải nuốt vào đao ý thông huyền hạt sen phía sau chỉ cảm thấy bản thân đối, đao, lĩnh ngộ sâu hơn tầng 1. Ta tới cấp cho sư phụ ngươi biểu diễn một lượt. Dứt lời, Tiểu Thải sau này nhảy một cái, yên lặng vận chuyển cương thủ, sau một khắc, chỉ thấy nàng đầu cánh thượng ngưng tụ ra màu đen kịt, liền phảng phất hóa thành hắc thiết. Tiếp đó, Tiểu Thải vỗ cánh vạch một cái, từ phụ cận cây nhỏ thượng xẹt qua. Cánh như đao, tùy tiện đem cây nhỏ chém thành hai đoạn. Không tệ. Tống Thư Hàng gật đầu nói, kim cương quân tử đao đạo hiệu, quả nhiên cùng ngươi rất xứng đôi. Qua chút thời gian, vi sư liền đem nghịch lân đao pháp truyền thụ cho ngươi. Tống Thư Hàng hy vọng tại Tiểu Thải ngưng tụ, đao ý, trước đó, để cho nàng học được nghịch lân đao pháp, hắn muốn nhìn một chút bản thân đao ý sở dĩ lại biến thành, đao ý khôi giáp có phải hay không nghịch lân đao pháp nồi. Tạ ơn sư phụ, Tiểu Thải hưng phấn nói. Trà đủ cơm no, Tống Thư Hàng thu hồi san bố. Sau đó, hắn cùng Tô Thị A Thập Lục tiếp tục ngự đao chạy tới thông nương nơi sinh. Thi cưỡi Tô Thị A Thập Lục phi đao, Tiểu Thải thì đứng ở Tống Thư Hàng trên bờ vai. Phi hành trên đường, Thi Lô Ly cắn ngón tay, nói, đúng rồi, Tống Sư Huynh. Đêm nay người cùng Bí Đao Thánh Quân quyết đấu, thật sự đình chỉ sao? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Cái kia kỳ quái, ta làm sao lại làm cổ quái như vậy mộng? Thi Lô Ly hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, người mộng, có biết trước tương lai hiệu quả. Tu chân giới tu sĩ cuối cùng sẽ có loạn thất bát tao thiên phú và chủng tộc kỹ năng, vạn nhất Thi Lô Ly có được, biết trước mộng, thiên phú, đây chẳng phải là đại biểu cho tiếp theo về, hắn sẽ bị Bí Đao Thánh Quân đè xuống đất đánh. Trọng yếu nhất chính là đánh rất thảm a. Không có, Thi Lô Ly lắc đầu nói. Tống Thư Hàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chẳng biết tại sao, Thi Lô Ly... để trong lòng của hắn có chút bất an. Tại là, tại ngự kiếm phi hành trên đường, Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra Cửu Châu Nhất Hào quần, có vị tiền bối nào tại tuyến sao? Nha, Thư Hàng ngươi thượng tuyên á, mọi người chính trò chuyện chuyện của ngươi đây. Bắc Hà Chân Quân nói, hôm nay là Tết Trung Thu, đêm trăng tròn. Chúng ta đều đang nghĩ, tính toán thời gian, vị kia Bí Đao Thánh Quân hẳn là đã tìm tới cửa a. Đã tìm tới cửa. Tống Thư Hàng thở dài. Cái kia, người bị đánh sao? Lệ Chi Tiên Tử hỏi. Bị đè xuống đất đánh sao? Bát phẩm huyền thánh nắm đấm có đau hay không? Ta là thiên giác nhai bên cạnh Tiểu Bạch Hạc vui vẻ hỏi. Tống Thư Hàng cười ha ha, các tiền bối, các người đối với ta cũng quá không có lòng tin đi. Bí Đao Thánh Quân đã nhận thua rời đi, đêm nay đại chiến không có. Nói cách khác, ta thắng. Tống Thư Hàng nói xong thời điểm. Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong đột nhiên trầm mặc lại. Đặc biệt quỷ dị trầm mặc. Sau một lúc lâu, Hoàng Sơn Tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, không có khả năng a, tại sao có thể như vậy? Lệ Chi Tiên Tử, không khoa học a. Bắc Hà Chân Quân, ta hôm nay nhất định là chưa tỉnh ngủ, hoặc là nói là ta hôm nay rời giường tư thế không đúng. Cổ Hồ Quan Chân Quân, chúng ta có phải hay không xuyên qua rồi thời không, tại cùng tương lai Tống Đạo Hữu nói chuyện phiếm. Cuồng Đao Tứ Lãng, cái này kịch bản không đúng, quá quỷ dị. Tống Thư Hàng. Uy, các tiền bối, các ngươi đến cùng mấy cái ý tứ, đối với ta cứ như vậy không có lòng tin sao?
tốt a, đối với ta không có lòng tin cũng là bình thường, nhưng các ngươi tựa hồ rất chờ đợi lấy ta bị bí đao thánh quân đao đánh một trận. Các ngươi đến cùng là đứng ở một bên nào đó a? Ta dùng hạch uy hiếp, cho nên, bí đao thánh quân cũng chỉ có rút lui. Tống Thư Hàng thở dài, trả lời. Thì ra là thế, nhưng cái này cũng không đúng. Cuồng đao tứ lãng tiếp tục nói. Tống Thư Hàng, tiền bối, các ngươi quá mức a. Các ngươi cứ như vậy hy vọng ta bị bí đao thánh quân cuồng dẹp dừng lại. Dĩ nhiên không phải, chúng ta thế nhưng là đứng ở ngươi bên này. Bắc Hà chân quân lập tức trả lời nói, nhưng vấn đề là, trước đó, tính hắc quẻ thượng tuyến, hắn thật vất vả vừa tìm được một cái có tín hiệu vị trí, lên mạng cùng chúng ta hàn huyên một hồi. Cuồng đao tứ lãng tiếp tục nói, tiếp theo, Lệ Chi tiên tử nhắc lên Tết Trung Thu sự, tại là mời đồng quái cho ngươi tính một quẻ. Nếu là đêm nay sẽ có, song thánh cuộc chiến, người đến cùng thắng hay thua. Đồng quái tiên sư quẻ tượng kết quả là đại cát đại lợi, hắn một thanh kết luận, đêm nay ngươi đem đại hoạch toàn thắng, thậm chí có thể đem bí đao thánh quân đè xuống đất đánh, đem hắn đánh không muốn không muốn. Đêm nay chiến quả sẽ còn truyền khắp toàn bộ tu chân giới, dương ngươi, thiên niên đệ nhất thánh, tên tuổi. Lệ Chi tiên tử nói tiếp. Cho nên, ngươi hiểu, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu cuối cùng nói bổ sung. Tống Thư Hàng, ta dựa vào. Đồng quái tiền bối quái tượng nhất định phải ngược lại nhìn, kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó, đồng quái tiền bối quẻ rất chuẩn, chỉ cần ngược lại nhìn. Đại cát đại lợi quẻ ngược lại nhìn, cái kia chính là điềm đại hung. Quẻ tượng bên trong, đêm nay bí đao thánh quân sẽ bị hắn đè xuống đất đánh không muốn không muốn, ngược lại giải đọc, chính là hắn sẽ bị bí đao thánh quân đè xuống đất đánh không muốn không muốn. Quẻ tượng bên trong. Đêm nay về sau hắn đem danh chấn tu chân giới, dương thiên niên đệ nhất thánh, tên tuổi, ngược lại đọc lời nói chính là đêm nay về sau, hắn lại ở tu chân giới trở thành trò cười, đối thủ thiên niên đệ ngũ thánh, bí đao thánh quân sẽ dương danh thiên cổ. Lại vừa nghĩ tới vừa rồi thì Loli nói, nàng làm một cái Tống Thư Hàng bị cuồng đánh ác mộng. Tống Thư Hàng tâm, lập tức thật lạnh thật lạnh. Hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Nói không chừng, bí đao thánh quân bây giờ quay đầu. Liền suy nghĩ ra đối phó, thiên kiếp vũ khí hạt nhân, phương pháp, hoặc là suy đoán ra được, thiên kiếp vũ khí hạt nhân, tại hiện thế không cách nào bạo tạc sự thật. Sau đó, đêm nay đêm trăng tròn thời điểm, bí đao thánh quân lại lần nữa ngóc đầu trở lại, mang theo tu sĩ nhật báo, thiên cơ tin tức trung tâm, thần cương tu sĩ điện đài, thánh điện kênh, vu sư võng lạc trung tâm các loại người tu luyện tin tức phóng viên tới, trực tiếp, đông qua cuồng đánh Tống Thư Hàng, vở kịch. Tống Thư Hàng càng nghĩ càng cảm thấy không lành. Dược hoàn, đêm nay ta ăn táo dược hoàn. Tô Thị A Thập Lục nhìn thấy Tống Thư Hàng sắc mặt kịch biến, hiếu kỳ hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Tống Thư Hàng thở dài, đồng quái tiền bối tại không lâu trước cho ta tính một quẻ, tính toán là song thánh đại chiến. Tô Thị A Thập Lục trong lòng hơi động, hỏi quẻ quả không phải là cát. Hừm, hắn phỏng đoán nói, đêm nay ta sẽ đem bí đao thánh quân đè xuống đất cuồng đánh. Đánh hắn không muốn không muốn. Sau đó ta, thiên niên đệ nhất thánh, đại danh tướng truyền khắp tu sĩ giới. Tống Thư Hàng lộ ra một cái tượng liếm lấy, bổn chu an thiên đường hóa vật, sau cười khổ. Tô Thị A Thập Lục. Đồng quái tiên sư quẻ muốn ngược lại nhìn, đây là pháp tắc chân lý. Lúc nào đồng quái tiên sư quẻ có thể chính đến xem đó nhất định là tận thế tiến đến thời điểm. Cho nên nói, Tô Thị A Thập Lục nhỏ giọng hỏi. Tống Thư Hàng dùng truyền âm nhập mật phương pháp nói, rất có thể sau đó không lâu, bí đao thánh quân liền sẽ khám phá ta một chiêu kia, hạch uy hiếp, là hổ giấy, hoặc là tìm tới ứng đối, hạch uy hiếp, biện pháp. Sau đó đêm đó hắn liền chạy tới khiêu chiến ta, đem ta đánh cho như đòn. Vậy làm sao bây giờ? Tô Thị A Thập Lục nói. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, truyền âm trả lời, nếu như ban đêm ta bị đánh cho như đòn không cách nào cải biến, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Tìm đồ vật thay thế ta bị đánh. Tìm ai? Đến lúc đó lại nói. Tống Thư Hàng nói. Ở trên người hắn, công đức xà mỹ nhân liền có thể hóa thành hắn hình dạng, thậm chí ngay cả trường sinh giả, trong thời gian ngắn, đều phân biệt không ra thật giả. Bất quá, để công đức xà mỹ nhân ra tay, rất có thể sẽ diễn nện. Tống Thư Hàng chỉ cần não bổ một chút, liền có thể não bổ ra nội dung cốt truyện. Đêm trăng tròn, bí đao thánh quân đạp nguyệt mà đến. Kim giáp cự kiếm, xuất khí vô cùng. Đối diện, công đức xà mỹ nhân biến thành Tống Thư Hàng hai tay thả lỏng phía sau, tĩnh tĩnh đứng thẳng. Bí đao thánh quân mỉm cười, đang muốn mở miệng.
Công đức xà mỹ nhân đột nhiên kêu thảm một tiếng, a a a a, sau đó, té ngã trên đất, chết tới. Chàng diện kia, chỉ là não bổ một chút, cũng cảm giác đặc biệt xấu hổ. Không đến không có lựa chọn thời điểm, Tống Thư Hàng tận lực không sử dụng, công đức xà mỹ nhân, ra sân. Ngoại trừ công đức xà mỹ nhân bên ngoài, còn có một đầu đợi chữa trị khôi lỗi. Bất quá cái này khôi lỗi không phải hắn đồ vật, bề ngoài cũng cùng hắn khác biệt. Mà lại, nàng thương thế nghiêm trọng, không cách nào xuất chiến. Tống Thư Hàng lại nghĩ đến nửa ngày có vẻ như, có thể thay thế hắn xuất chiến, chỉ có công đức xà mỹ nhân. Chẳng lẽ chỉ có thể phái nàng xuất chiến? Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau lấy điện thoại cầm tay ra, tại Cửu Châu Nhất Hào quần nửa đường, tiền bối, có hay không có thể thay thế chủ nhân đi bị đòn phân thân pháp thuật? Lệ Chi tiên tử, có dạng này phân thân pháp thuật sao? Nếu như mà có, mời cho ta đến đánh. Bắc Hà chân quân, giống như trên. Lạc Trần chân quân, chậc chậc, dạng này phân thân pháp thuật, ta cũng muốn. Dùng tốt, chính là bảo mệnh pháp thuật a. Phân thân thuật loại vật này, ta chỗ này ngược lại là có mấy loại. Nhưng là, trong tay của ta phân thân thuật đều chỉ có rất thấp cảnh giới, mà lại sử dụng phân thân thuật vẫn phải phối hợp rất chân quý vật liệu. Hoàng Sơn chân quân nói. Trong tay hắn có một chi tiểu hào đại quân, chuyên môn dùng để đen vân vụ đạo trưởng. Tiểu hào trong đại quân, có không ít là hắn nhân viên, còn có một ít là phân thân của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.